chương 391, đột phá. Ta nhìn ngươi là muốn cơ hờ kết. Nam phong nữ vương cả giận nói, lập tức cầm quần áo kéo lên, không để hàng đêm tiếp tục. Ngươi đừng tưởng rằng bản vương đối với ngươi có một chút hảo cảm liền có thể dễ dàng tha thứ ngươi làm càng. Chờ ngươi lúc nào đánh thắng được bản vương lại nói. Nàng xoay người, con mắt trừng trừng nhìn chầm chầm hàng đêm nói. Hàng đêm có chút chột dạ, cũng không nhìn thẳng con mắt của nàng, bất quá nội tâm lại lén lút tự nhủ. Nàng ý của lời này rất ý vị sâu xa, Bất quá giữa hai người thân mật cũng đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau chính là. Hàng đêm biết nàng trời sinh tính cao ngạo, hơn nữa nếu là theo hắn, phía trước nhưng còn có nhiều người. Để cho nàng làm tiểu, cũng đúng là ủy khuất nàng. Gặp hàng đêm đột nhiên trầm mặt, nam phong nữ vương nộ khí cũng lập tức tiêu tan không thiếu. Tỉnh táo lại sau, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đơn thuần tư sắc, lãnh thanh thu các nàng có thế hoàn toàn không kém hơn nàng. Nàng lời mới vừa nói khó tránh khỏi có chút hà khắc rồi, có lẽ sẽ làm cho hắn rất khó chịu. Nàng rất sớm phía trước liền đã phát hiện, chính mình ẩn ẩn có chút không muốn xa rời bên trên hàng đêm, nhất là lần trước cử hỏa thời điểm. Tâm tình của nàng chưa bao giờ có mãnh liệt như thế ba động, tại sau khi rời đi hắn rất nhiều dài một đoạn thời gian. Bốn bề vắng lặng lại vô sự có thể làm thời điểm, nàng thường xuyên sẽ nhớ hắn, nghĩ hắn giờ khắc này ở làm những thứ gì. Nội tâm mặc dù có vui vẻ, nhưng nàng lại là một cái rất yêu mặt mũi người, cho nên nội tâm một mực rất xoắn xuýt. Ta không phải là ghét bỏ ngươi yếu ý tứ, chỉ là, nàng còn nói Nói xong nàng liền đi cà nhắc nhảy bén trực tiếp thanh đi lên, đột nhiên dọa hàng đêm nhảy một cái. Nàng một cái cái gì cũng không hiểu tân thủ, tại hàng đêm dẫn đạo phía dưới rất nhanh liền mơ hồ. Lúc này bầu không khí đã đến, hàng đêm cũng đè nén không được xung động của nội tâm. Bất quá tại khẩn yếu quan đầu, nam phong nữ vương lấy lại tinh thần vội vàng hô ngừng. Hàng đêm mặc dù có chút đè nén không được, nhưng cũng sẽ không ép buộc, không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép khắc chế. Suýt nữa trúng kế ngươi. Nàng lạnh trên một tiếng khó trách trong nhà nhiều như vậy mỹ thê mỹ thiếp ngươi cái tên này thực sự là một bụng ý nghĩ xấu hàng đêm một mặt vô tội lầu bầu nói rõ ràng là ngươi động trước miệng làm sao còn ỷ lại ta chính là trách ngươi nếu không phải là ngươi vừa rồi loạn động ta làm sao lại trong lòng đại loạn nàng hết sức lợi hại phải nói tốt a hàng đêm nghĩ cũng phải chính xác trách hắn bất quá cái này đánh bậy đánh bà ở giữa giữa hai người tầng cửa sổ kia bị xuyên phá cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong doanh trướng bầu không khí vẫn còn có chút vi diệu. Nam Phong nữ vương gặp hàng đêm có chút khó chịu, lại nhón chân lên tại hàng đêm bên tai nói thì thầm. Hàng đêm nghe xong về sau, lập tức hưng khởi. Rất lâu, trong doanh trướng an tĩnh lại. Hàng đêm ngồi ở vị trí của nàng, trong ngực ôm nàng, thật không thoải mái. Loan loan, ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu, đối với ta mưu đồ bất chính. Thành thật khai báo. Hàng đêm cười nói, đưa tay ra nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Nam Phong nữ vương con mắt trợn lên so chung đồng còn lớn, hừ lạnh, rõ ràng là ngươi đối với ta mưu đồ làm loạn, lại còn trả đũa. Phi, ta bây giờ còn chưa đáp ứng làm ngươi bà nương đâu. Ngươi nói cái gì đó? Hậu phương thất thủ, nàng bỗng nhiên hối hận. Vừa rồi quá mức xúc động, hoàn toàn không có qua đầu óc. Ngày thứ hai, hàng đêm khi tỉnh lại, Nam Phong nữ vương đã không ở bên bên. Hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh liên tiếp chuyện, hàng đêm chính mình cũng cảm giác giống nằm mơ giữa ban ngày lúc này, nam phong nữ vương đi đến. Nàng nhìn về phía hàng đêm, nội tâm một hồi hối hận, không biết mình tối hôm qua bị rót thuốc mê hồn gì. Thế mà mơ mơ hồ hồ cùng hàng đêm xảy ra kỳ quái chuyện, nàng đến bây giờ đều tinh thần hoảng hốt. Hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, chuyện sau này, sau này hãy nói. Nàng tự mình nói. Mau dậy xuất phát, đại quân cũng đã xuất động. Hàng đêm gật đầu một cái, yên lặng đi theo phía sau nàng, đuổi kịp bắt thượng đại quân. Nam Bắc yêu tộc đại chiến, tham chiến yêu tộc ít nhất có hơn ngàn ức. Bây giờ, hắn đã tới trên chiến trường. Chỗ này chiến trường cũng không có bắt quân yêu soái cùng yêu tướng, cảnh giới cao nhất, cũng mới thập tam giai mà thôi. Bất quá thịt mũi cũng là thịt, trên chiến trường yêu tộc cơ hồ vô cùng vô tận. Hắn cái này vừa ăn một đợt sau đó, lập tức chuyển tới một cái chiến trường kế tiếp, dùng số lượng khổng lồ để đền bù về chất lượng không đủ. Một trận chiến này kéo dài 4 ngày 3 đêm, hàng đêm cũng ăn 4 ngày 3 đêm. Chiến hậu hắn về nhà một chuyến, cho nhà đưa một nhóm tài nguyên nhất là thanh ngư yêu vương bảo thể thịt bò có thể lấy ra bổ dưỡng khung xương sừng trâu có thể dùng để luyện chế yêu khôi cả người toàn là báu vật hắn tại mẫu bỉ tư tinh chờ đợi một ngày sau đó liền trở về mang hoang hàng đêm từ nam phong nữ vương trong miệng biết được giống loại này quy mô chiến trường dĩ vãng tối thiểu nhất kéo dài trăm năm trở lên mới có thể kết thúc bây giờ vừa mới đánh hai ba năm hết thảy đều vừa mới bắt đầu hàng đêm tỉ mỉ nghĩ lại ngửi được một chút không bình thường hương vị mơ hồ hiểu rồi chút gì Mang hoang mặc dù đất rộng của nhiều, nhưng yêu tộc sinh sôi năng lực quá mạnh mẽ. Bởi vậy đến mỗi mang hoang yêu tộc số lượng quá nhiều, cùng tài nguyên bất tương phối hợp thời điểm, liền dễ dàng bộc phát chiến tranh. Chiến hậu, mang hoang yêu tộc số lượng chợt hạ xuống, nhưng quân chiếm hữu tài nguyên tỷ suất cũng có thể rõ rệt đề cao, bởi vậy liền sẽ lần nữa tiến vào thời gian dài thời kỳ hòa bình. Cái này có lẽ chính là thuộc về mang hoang, luân hồi, qua nhiều năm như vậy chỉ là đang lặp lại mà thôi. Hàng đêm xuyên thẳng qua chiến trường, lặng lẽ meo meo phát dục lấy bằng vào thần ma chi vệ cùng u mộ luyện ngục thiên phú thực lực của hắn ổn định đề thăng thời gian ngắn một cái ba năm qua đi đối với mỗi ngày đều vô cùng phong phú hàng đêm nói thời gian ba năm cũng bất quá lóe lên một cái rồi biến mất hết thảy đều giống như là tại chuyện phát sinh ngày hôm qua ba năm này hắn chỉ xuất hiện tại cấp thấp trên chiến trường chưa bao giờ đặt chân qua cao tầng thứ chiến trường cũng chưa từng hiển lộ qua bản thể hắn ba năm qua không có bị phương bắc yêu quân phát hiện manh mối ẩn giấu vô cùng tốt mỗi cách một đoạn thời gian hắn cũng sẽ rút ra chiến trường, về thăm nhà một chút. Ngẫu nhiên cũng rời đi mang hoang, trở lại thái nhất thần cung, đi tới dị vực chiến trường thi hành thần cung đệ tử chức trách. Ba năm tích lũy, nước chảy đá mòn phía dưới, cảnh giới của hắn cũng có nhảy vọt tiến triển. Bây giờ, hắn đang tại kiểm nghiệm chính mình ba năm này thu hoạch, toàn lực xung kích bình cảnh. Hắn chỉ cảm thấy thể nội có một cổ lực lượng đang thiêu đốt, nhất định phải đem bạo phát đi ra mới được. Ở một bên hộ pháp Nam Phong Nữ Vương yên lặng nhìn xem, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Ba năm này hàng đêm phần lớn thời gian đều tại trên chiến trường của mang hoang, hắn tích lũy thâm hậu cỡ nào, không có ai so với nàng càng hiểu rõ. Một lát sau, theo một cổ khí tức cường đại bộc phát ra, hàng đêm thành công đột phá. Tại trong huyền thiên đại lục vũ lực thể hệ, hắn đã đạt đến cấp 14. Mà tại trong thiên vực tinh hệ vũ lực thể hệ, hắn đột phá siêu tinh cấp, đạt đến tinh hà cấp. Nếu là hắn hiện tại, lại đụng bên trên ba năm trước đây Thái Dương Thần, hắn có lòng tin có thể bài trừ Thái Dương Thần thời không giam cầm có thể hay không triệt để đem hắn giết cơ hờ tết không biết nhưng có thể xác định chính là thái dương thần đã uy hiếp bờ không được tính mạng của hắn chương 392, trở lại chốn cũ năm cuối cùng đột phá hàng đêm khẽ nhã một nguồn trọc khí chậm rãi mở mắt ra chúc mừng chúc mừng một bên nam phong nữ vương mỉm cười lại nói ngươi bây giờ đánh thắng được ta sao tại sao ta cảm giác ngươi có chút mạnh đâu loan loan a à. ngươi thế nhưng là thập lục giai đại yêu ta nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi? Hàng đêm nói. Hắn kỳ thực không quá xác định, nhưng nếu quả thật nghĩ đánh bại nàng, nhất định phải sử dụng thực lực chân chính. Ba năm này, phần lớn là nàng làm bạn tại bên cạnh mình, hắn đã sớm đem chi coi là nhà mình bà nương, đương nhiên sẽ không cùng nàng động thủ. Vậy thì thử xem thôi. Nàng khẽ quát một tiếng, đưa tay triều hàng đêm công tới. Ha ha, ta trước hết không bồi ngươi chơi, ta trở về đông vực một chuyến, nhiều năm không có trở về. Hàng đêm âm thanh tại trong trướng vang vọng, người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nam phong nữ vương thấy vậy, tức bực dậm chân, gia hỏa này, nói đi là đi, hừ. Nhán một cái cũng tốt nhiều năm. Hàng đêm về tới đông vực, trước kia mộng bắt đầu chỗ. Lần trước quay về, đã là năm sáu năm trước chuyện, cụ thể bao lâu hắn cũng đã nhớ kỹ không rõ lắm. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Hắn hít sâu một hơi, hắn tọa độ không có tìm nhầm, ở đây chắc chắn là càng quất. Cũng không biết sư phó sư huynh bọn hắn thế nào. Hắn lần theo ký ức, hướng về tinh hà tông phương hướng chạy tới trước kia hắn triệu hoán thú tộc cường thế phải bao phủ toàn bộ càn quốc đem còn lại tứ tông hủy diệt đã nhiều năm như vậy tinh hà tông hẳn là đã sớm vững chắc tại càn quốc địa vị trước kia đợi hắn thật dày đại sư huynh hứa sơn hẳn là cũng đã thay thế phụ thân hắn y bác trở thành phi mã thương hội hội trưởng trên người hắn có không ít đồ tốt bây giờ đang suy nghĩ nên phân biệt đưa cho bọn họ cái gì tốt ở đây hình như là tam hà quận hàng đêm trước đây đi tới huyền thiên đại lục trạm thứ nhất chính là cái này Tam Hà quận. Trước đây đây là Ngự thú tông quản lý chi địa, chẳng qua hiện nay Ngự thú tông đã hủy diệt nhiều năm, hẳn là bị Tinh Hà tông tiếp quản. Tam Hà quận khoảng cách Tinh Hà tông chỗ trên Dương quận có chút khoảng cách, bất quá lấy hắn bây giờ tốc độ hành động, cũng không cần bao lâu liền có thể đến. Ba năm này hắn phần lớn thời gian đều trên chiến trường chém giết, tâm thần cũng có chút mỏi mệt. Hiếm thấy tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn cũng không vội mở ra gấp rút lên đường, một đường thoải mái nhàn nhã phải xuôi nam. Kỳ quái như thế nào nhiều người như vậy hướng về đi về hướng đông? Mất mùa. Cũng không đúng a à. Coi như mất mùa cũng không đến nổi đi về phía đông, hướng về đông đó là tề quốc. Chạy nạn cũng không đến nổi chạy trốn tới quốc gia khác đi, trừ phi càng quốc địa phương khác cũng không tiếp tục chờ được nữa. Hàng đêm hơi nghi hoặc một chút, hướng về chạy nạn đội ngũ đi đến. Lúc này hắn sử xuất chứng nhãn pháp, dân chúng tầm thường tuyệt đối nhìn không ra hắn là yêu tộc. Hắn ngăn cản một nhóm lão tiểu, kia hẳn là cả một nhà người. Đồng hương, ta mới từ tề quốc trở về đây là đã xảy ra chuyện gì vì cái gì tất cả mọi người ra bên ngoài chạy hắn nhìn về phía cái kia chống gậy lão tẩu hỏi lão tẩu gặp hàng đêm thân mang gấm vóc biết hắn tuyệt đối không phải người bình thường lập tức cung kính trả lời ai không có cách nào a à? nếu có thể sống sót ai nghĩ ly biệt quê hương bắt người khắp nơi đều tại bắt người cho dù là ta cái này lão thân xương nhỏ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi cũng nhận được cái kia quặn mỏ đào quán đi ngay cả người tu hành đều chịu không được không biết mệt cơ hờ kết bao nhiêu, ta cái này tiểu lão nhân như thế nào chịu nổi, cái này không thể chạy sao. Lão tẩu bất đắc dĩ phải nói, nhà hắn những người khác cũng từng cái than thở. Hàng đêm lông mày nhíu một cái, nghĩ thầm sư phụ nhà mình mặc dù không phải hiền lành gì, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức trảo người bình thường đi đào quán, nhất định là phát sinh đại sự gì. Lão nhân gia, là ai tại bắt người? Chẳng lẽ không có người quản quản sao? Ta rời đi càng quốc thời điểm, tinh hà tông đang cuộc khởi mạnh mẽ, nhiều nhất thống càng quốc khuynh hướng lưu dân khắp nơi, Tinh Hà Tông cũng không để ý không hỏi. Nhà hắn trẻ tuổi hắn tự nói, đừng nói nữa, Tinh Hà Tông sớm đã không có. Sớm đã không có. Có ý tứ gì? Hàng đêm mặt mũi trầm xuống, lập tức truy vấn. Hắn lần này đem người một nhà này sợ hết hồn. Người tuổi trẻ kia hơi có chút khiếp đảm đến trả lời, đó đã là hai năm trước chuyện A. Nghe nói hai năm trước, có cái đến từ đông vực thánh địa phong thủy đại sư du lịch đến chúng ta càng quốc. Hảo cơ hờ, tết không cơ hờ, tết, gia hỏa này tại Thượng Dương quận, bên trong lâm quận tuyết long quận khu vực phát hiện một tòa cự hình cái gì khoáng mạch cái này khoáng mạch giống như rất đáng gờm một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng những thánh địa trực tiếp phái đại quân tới chiếm lĩnh chúng ta càng quốc tinh hà tông cũng tốt thế lực khác cũng được tại trước mặt thánh địa không tính là cái gì chúng ta càng nền tảng lập quốc chính là đông vực một cái tiểu quốc mà thôi hoàn toàn mặt người nắm khi đó khắp nơi đều tại bắt người tu hành bắt bọn họ đi quặng mỏ khai thác mỏ giống như cái kia khoáng càng đào càng lớn sau so trước kia dự đoán còn muốn rộng lớn cho nên ngay cả chúng ta những thứ này dân bình thường cũng bị điều động đi qua. Những tên kia hoàn toàn không đem chúng ta càng quốc nhân xem như người, căn bản không quản tử thương, chính là gọi người hung hăng đào quán. Chúng ta ba sông quận coi như may mắn, cách quặng mỏ xa xôi, cuối cùng mới lan đến gần chúng ta ở đây. Không có cách nào a. À. Bị bắt đi qua 89 phần 10 cũng là cơ hờ kết, chỉ có thể đi xa tha hương, tiêu tai tránh nạn. Hàng đêm nghe vậy, cảm giác tâm tắc. Đông vực thực lực tổng hợp mặc dù không bằng trung vực, mang hoang, nhưng ở hạch định khu vực cũng có một chút thế lực cường đại. Những thế lực này thống nhất được xưng thánh địa, tại đông vực hoàn toàn là thổ hoàng đế một dạng tồn tại. Phi mã thương hội tại trước mặt thánh địa, cũng phải thấp một đầu, không dám nói nhiều một câu. Cho nên cho dù tinh Hà Tông có cái tầng quan hệ này tại, chỉ sợ cũng không được việc, hơn phân nửa như người này nói như vậy. Hắn trước đó tại đông vực cũng không như thế nào rời đi càng quốc, cho nên đối với những cái này thánh địa cũng hoàn toàn không quen, tiếp lấy lại hỏi, đó là cái gì thánh địa? giống như gọi cửu dương thánh địa, người trẻ tuổi trả lời. Lão tổ nhìn hàng đêm một mắt, cẩn thận từng ly từng tí phải hỏi nói, đại nhân còn có cái gì muốn biết sao? Nếu như không có, tiểu lão nhân một nhà cần phải tiếp tục chạy trốn. Muốn ta nói, đại nhân ngươi cũng cùng theo trốn A. À? Những tạc nhân kia cũng sẽ không không cần biết ngươi là cái gì người, chỉ cần có thể động, cũng phải bị bắt được quặng mỏ đi. Không sao, các ngươi đi thôi. Hàng đêm khoát khoát tay. Một điểm tâm ý, đa tạ giải hoạt hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một chút lương khô giao cho bọn hắn một nhà hắn không có cho vàng bạc đồ chơi kia trên đường tạm thời không có tác dụng gì hắn cũng không có cho quá nhiều đồ ăn để tránh bọn hắn đến lúc đó bị người điên cướp lão tẩu một nhà liền vội vàng đem lương khô hơi tâm đắc thu vào hung hăng nói lời cảm tạ đi thôi đi thôi hàng đêm thở dài trước kia còn khi yếu ớt hắn cũng thường xuyên mang nhà mang người chạy trốn thay đổi vị trí nơi ở cho nên đối với tình cảnh của bọn hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Hắn đang định thêm gia tốc đi tới bên trên dương quận tìm tòi hư thực, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên bay tới một đội nhân mã. Những người này tùy ý phải gọi lấy, giống như thấy được một đám dê béo ác lan. Đều dừng lại cho ta, nếu ai còn dám đi loạn, giết cơ hờ tết bất luận tội. Người cầm đầu quát lớn, âm thanh truyền khắp khắp nơi. Có thể vì chúng ta thánh địa hiệu lực, là các ngươi bày kiến cỏ này vinh quang, chạy cái gì chạy. Chương 393, Tinh Dữ những người dân này cũng không có bị hù dọa, mà là hốt hoảng phải chạy tứ tán. Trong lòng bọn họ đều biết, nếu như bị nắm tới, sớm muộn cũng là vừa cơ hờ kết. Đã như vậy, còn không bằng liều một phát, vạn nhất có thể chạy đi chính là kiếm được. Cửu dương thánh địa người cầm đầu kia gặp những thứ này lưu dân dám không nghe lời, lập tức giận dữ. Các ngươi bọn này điêu dân, lẽ nào lại như vậy? Lên, cho ta giết một chút trấn trấn bọn hắn. Người này ra lệnh một tiếng, thủ hạ những người kia liền hướng về không có chút sức chống cự nào đám người đánh tới đúng lúc này bỗng nhiên một hồi hắc quang đảo qua đem những người này kèm thêm lão đại của bọn hắn cũng cùng nhau diệt sát kinh cũng hắc quang để cho bọn hắn ngay cả tro cốt cũng không còn tồn tại giống như từ thế giới này không duyên cớ biến mất cách đó không xa lão tẩu một nhà một mặt chấn kinh đến nhìn về phía hàng đêm không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy bất quá bây giờ cũng không phải xem náo nhiệt thời điểm những thứ này trốn qua một kiếp bách tính càng là sợ tốc độ lại tăng nhanh không thiếu hàng đêm âm thầm chìm khẩu khí tâm tình rất là không tốt vừa rồi xuất hiện cửu dương thánh địa những người này không sai biệt lắm có thể chứng minh vừa rồi lão tẩu một nhà kia lời nói không phải là giả hắn tăng thêm tốc độ đi về phía nam bay đi cũng không lâu lắm lại gặp một nhóm đến đây bắt lính cửu dương thánh địa đệ tử lần này hàng đêm không có toàn bộ giết mà là lưu lại một người sống từ người này trong miệng hắn biết được hiện nay càng quốc đại khái tình huống chính xác như lão tẩu một nhà nói tới cửu dương thánh địa đột nhiên chiếm lĩnh cái này hoang vắng tiểu quốc là bởi vì một tòa tự hình khoáng mạch tòa này cự hình khoáng mạch hoành khóa liền lên dương quận ở bên trong năm sáu cái quận lớn cái quặng mỏ này sản xuất chính là hiếm hoi cam nguyên kim loại kim loại này tính bền dẻo hảo cường độ cao là dùng để luyện chế cao cấp phát bảo phổ biến tài liệu mặc dù là thường gặp cao cấp phát bảo tài liệu nhưng bởi vì cao cấp nó sản lượng kỳ thực cũng không cao giá trên thị trường cũng cực kỳ đắt đỏ cái này một tòa cự hình cam nguyên mỏ vàng mạch giá trị không thể đo lường trước đây cửu dương thánh địa còn bởi vậy cùng đông vực khác mấy đại thánh địa bạo phát xung đột phí hết rất lớn kình mới vững chắc chính mình quyền khai thác đến nỗi tinh hà tông chính xác đã không tồn tại nữa tông môn đệ tử hoặc là cờ hờ tết trận hoặc là bị trục xuất đến trong hầm mỏ làm việc không chỉ là tinh hà tông toàn bộ càng quốc tu hành giới cũng đồng dạng bị tai họa ngập đầu phàm là có thể chọc tới đào quán cũng đã bị chọc tới đào quán hiện nay ngay cả phổ thông bách tính cũng không bỏ qua hàng đêm lo lắng cho mình sư phụ mạch này an nguy cũng lo lắng đen hủy tiền bối lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đi tới hầm mỏ khu vực trung tâm tinh hà tông bị chiếm lĩnh sau đó liền thành cửu dương thánh địa nơi đóng quân điểm cũng là quạng mỏ hạch tâm chi địa mẹ nó động tác đều cho ta nhanh nhẹn điểm cả đám đều chưa ăn cơm có phải hay không nó chính là ngươi ngươi cái tên này lại cho ta lười biếng lúc này mới liên tục làm ba tháng thì không chịu nổi một một tiếng một cây roi quất vào hứa sơn trên thân đánh hắn da tróc thịt bông ba tháng cả ngày lẫn đêm không nghỉ ngơi cho dù là người tu hành cũng ăn cái này đắng, huống chi là sống trong nhung lụa hắn. Thân thể kịch liệt đau nhất cũng không có để cho hứa sơn ngã xuống, hắn trắng chặt hàm răng, tiếp tục phun vẩy trong tay thép sử tiếp tục khai thác mỏ. Hắn có thể nhịn đến hôm nay, hoàn toàn là bằng vào cuối cùng một tia tín niệm tại chống đỡ. Hắn biết mình sư đệ sớm muộn có một ngày sẽ trở lại, hắn nhất định đợi đến sư đệ trở về ngày đó. Tận mắt chứng kiến hắn khôi phục tinh hà tông, báo thù rửa hận. Nội tâm mặc dù ngóng trong hàng đêm trở về, nhưng lại cầu nguyện hắn tối nay trở về. Hắn hiểu được càng đi trở về, sư đệ bản sự lại càng lớn. Hắn hiểu rất rõ hàng đêm tiềm lực sớm muộn có một ngày, thậm chí có thể phá vỡ cửu dương thánh địa. Một bên khác, hàng đêm đang tại trên trở về dương quận trên đường. Bất quá đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía trước có người ở đánh nhau, hơn nữa trong đó có một phe khí tức hắn tương đối quen thuộc. Tiến lên xem xét, cái kia đang tại đấu pháp người, đúng là hắn nhị sư tỷ đồng tử nguyệt. Bây giờ nàng bị một đội cửu dương thánh địa đệ tử vây quanh, tình huống tràn ngập nguy hiểm tự hồ cũng nhanh chóng đỡ không nổi đi cửu dương thánh địa những người này tự hồ có mưu đồ khác rõ ràng lấy thực lực của bọn hắn có thể rất mau đem đồng nguyệt trảm giết nhưng lại cố ý không giết mà là muốn đem nàng bắt sống tuy nói hắn cùng đồng tử nguyệt sư tỷ tiếp xúc tương đối ít hơn nữa tính tình của nàng cũng đặc biệt kỳ quái nhưng chung quy là một mạch hơn nửa nàng cũng thuộc về nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ cái chủng loại kia trước đây cũng cho qua hắn trợ giúp hắn liền vội vàng tiến lên lấy thế xét đánh lôi đình đem những thứ này cửu dương thánh địa đệ tử chém giết sư đệ đồng tử nguyệt nhìn xem hàng đêm khóc mắt không tự chủ đỏ lên sư tỷ thật xin lỗi ta đã về trễ rồi hàng đêm vô cùng ấy náy phải nói đến phía dưới tâm sự a đồng tử nguyệt khẽ ừ một tiếng theo hàng đêm đến mặt đất sư tỷ sư phụ bọn hắn còn tốt chứ hàng đêm mở miệng hỏi đồng tử nguyệt nghe vậy sắc mặt không khỏi có chút khó coi hàng đêm chú ý tới nàng cặp kia nắm đấm không tự chủ nắm chặt, trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên lột bột một tiếng. Sư phụ. Sư phụ cờ hờ kết rồi. Trước đây cửu dương thánh địa cường thế đánh tới, muốn nô dịch tinh hà tông. Sư phụ thân là nhất tông chi chủ, há chịu để cho toàn tông đệ tử biến thành nô lệ. Lão nhân gia ông ta bị cờ hờ kết rất anh dũng, cũng không phải bị địch nhân giết cờ hờ kết, mà là tự thân suy kiệt mà cờ hờ kết. Ta còn có một vài người có thế trốn ra được, cũng đều thiệt thòi sư phụ thi triển bí pháp lấy mạng ra đánh. Đồng tử Nguyệt nói sẽ không, sẽ không, hàng đêm không bị khống chế lui về phía sau mấy bước, thân thể bất ổn kém chút ngã xuống. Lúc này hàng đêm có chút minh bạch vạn tiễn xuyên tâm là cảm giác gì, đau, thật sự là đau. Thác bạc liệt với hắn có truyền đạo thụ nghiệp chi ân, càng là đợi hắn vô cùng tốt. Một ngày vi sư chung thân vi phụ, trước kia hắn bị đại trưởng lão Trần Thịnh Thiên ức hiếp ờ. Sư phụ hắn không nói hai lời, trực tiếp mang theo hắn đánh qua, giúp hắn ra mặt. Còn có khi đó, hắn nhập môn mang hoang liền bị thanh ngưu yêu vương hạ chú thác bạc liệt biết ma đạo bên kia có thể dùng bảo đơn thương độc mã đến sông đi qua cho nên chính mình tổn thương nguyên khí nặng nề quá khứ đủ loại hiện lên ở trong đầu hắn càng làm cho hắn đau lòng không thôi sư phụ đồ nhi bất hiếu thậm chí không thể gặp ngài một lần cuối hắn nhắm chặt hai mắt ngẩng đầu sư phụ trước khi cơ hờ tết truyền âm cho chúng ta nói hắn đời này bằng vào chúng ta vẽ vang đồng tử nguyệt còn nói sư phụ còn nói nếu như ngươi sau khi trở về chúng ta gặp ngươi nhất định muốn ngăn cản ngươi báo thù cho hắn. Hắn nói Cửu Dương Thánh địa quá cường đại, không phải chúng ta hiện tại có thể địch nổi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn còn gọi chúng ta căn dặn ngươi, thông tính luyện tinh mẹo tiếp tục tu luyện tiếp, môn này thể thuật có vô hạn khả năng, tu luyện tới ngươi cảm giác tự thân đạt đến cực hạn mới thôi. Hàng đêm khuya hít thở mấy cái, hơi hòa hoãn một chút cảm xúc. Đại sư huynh kia đâu? Hắn như thế nào? Hắn lại hỏi. Đại sư huynh, đồng tử Nguyệt Mi mắt một thương, hơn phân nửa cũng đã cơ hờ kết. Khi đó đại sư huynh đã chuẩn bị muốn tiếp nhận phụ thân hắn vị trí, nhưng cửu dương thánh địa cũng vừa tốt tại lúc này xâm lấn. Đại sư huynh trọng tình, muốn giúp tông môn vượt qua nan quan. Nhưng cửu dương thánh địa nội tình thâm hậu, phi mã thương hội cũng không dễ dàng dám trêu chọc. Cha hắn gặp đại sư huynh khăng khăng muốn nhúng tay, liền phế trừ đại sư huynh vị trí. Đại sư huynh mặc dù không thể chuyển đến cứu binh, nhưng chính hắn mang theo số lượng không nhiều thân tính vẫn là về tới. Ngày đó hỗn chiến thời điểm, ta nhìn thấy hắn bị địch nhân bắt được, hơn phân nữa là. Sư tỷ hiểu sơ không gian chi thuật, lúc này mới trốn thoát. Đồng tử Nguyệt còn nói. Ta. Ta là tông môn sĩ nhục, trước đây liền nên cùng sư phụ một dạng, lấy thân tuẩn tông. Sư tỷ đừng nói như vậy, ngươi làm được không tệ. Hàng đêm an ủi, sư phụ thiêu đốt chính mình, cũng là muốn cho càng nhiều người có thể có cơ hội thoát đi, ngươi dạng này mới đúng nổi sư phụ. Chương 394, Ba dập đầu. Sư tỷ, sư phụ di thể bây giờ nơi nào, Hàng đêm lại hỏi. Đồng tử Nguyệt lẩm bẩm nói, tại chúng ta Tinh Hà Tông đang huyền môn treo cổ lấy. Bọn này trời đánh ác tặc, muốn dùng cái này uy hiếp bờ Càn Quốc tất cả mọi người. Hàng đêm nghe vậy, hung ác nham hiểm lấy khuôn mặt xoay người sang chỗ khác. Sư tỷ chính ngươi tìm địa phương an toàn trốn tránh, cẩn thận một chút. Hắn nói. Ngươi muốn đi đâu? Đồng tử Nguyệt liền vội vàng hỏi. Cho sư phụ nhặt xác. Hàng đêm trầm giọng nói. Đồng tử Nguyệt nghe vậy, thân ảnh lóe lên lập tức chắn hàng đêm trước người sư đệ ngươi quên ta mới vừa rồi cùng ngươi nói gì sao sư phụ lâm chung giao phó ngươi là một chút cũng không nghe lọt tai a à. cửu dương thánh địa bây giờ còn chưa phải là chúng ta có thể chống đỡ lại nhẫn hắn nhất thời núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đung ngươi muốn nghe sư phụ hàng đêm con mắt trợn tròn đã có tơ máu nổi lên sư phụ di thể còn bị treo ở trên đan huyền môn không thể nhịn được nữa sư tỷ ngươi tránh ra không cần lo lắng cho ta đã nhiều năm như vậy, ta sớm đã không phải ta của năm đó. Cửu dương thánh địa lại như thế nào? Ta muốn ồn ào hắn long trời lỡ đất, ta muốn tất cả mọi người chôn cùng cho sư phụ. Hàng phẫn nộ phải nói lấy, nước bọt ứa ra. Cùng lúc đó, một luồng khí tức đáng sợ phóng lên trời. Đồng tử Nguyệt cảm nhận được hàng đêm khí tức khủng bố sau đó, cảm giác huyết dịch khắp người đều bị động lại. Nàng không nghĩ tới thời gian mấy năm, chính mình vị tiểu sư đệ này thế mà phát triển đến loại tình trạng này phần thực lực này thậm chí vượt xa bọn hắn sư phụ, siêu việt nàng nhận thức. Hảo, sư tỷ không ngăn cản ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu là vẫn như cũ không địch lại, không được ham chiến, nhanh chóng thối lui. Nàng nói. Nàng biết lấy nàng thực lực, nếu là cùng theo đi, chuẩn thành vướng víu, bởi vậy cũng không nhắc đến. Hàng đêm gật đầu một cái, tung người bay lên, rất nhanh liền biến mất ở trong ánh trăng. Đồng tử Nguyệt nhìn qua hàng đêm biến mất phương hướng, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bên trên dương quận, tinh hà tông trong hầm mỏ người tại thở hổn hển thở hổn hển ra sức làm việc những thứ này cửu dương thánh địa đệ tử thư thư phục phục tại trong đình uống rượu trong phòng ngủ ngon tầm hoang tác nhạc bây giờ tại ban đầu tông chủ trên đỉnh đang có hai người thích ý ở đây đánh cờ hai người bọn họ cùng là cửu dương thánh địa trưởng lão một cái tên là trương tường một cái tên là chu vọc lúc hai người này mặc dù đã tóc mai điểm bạc nhưng người lão lại tâm không lão dù là đánh cờ thời điểm trên thân đều riêng phần mình ngồi một nữ nhân trương tường lão huynh qua trận tuần kiểm triệu trưởng lão sẽ tới, ngươi chuẩn bị như thế nào? Trên mặt mọc ra không thiếu lão ban chu vọt lúc hỏi. Không sai biệt lắm, chờ một lúc ngươi cũng đi kiểm nghiệm một phen, hẳn là có thể giấu giếm được. Trương Tường cười nói. Như thế đại nhất tọa cự hình khoáng mạch, hai ta đã rất khắc chế. Chỉ có ngần ấy lượng, coi như triệu trưởng lão thật phát hiện cái gì, đoán chừng cũng không có gì đại sự. Bất quá người ta cũng coi như phải chuẩn bị một tay, cho triệu trưởng lão chuẩn bị một phần hậu lễ, coi như bị phát hiện, cũng có thể hóa đại sự vì việc nhỏ. Dù sao thật muốn sự việc đã bại lộ, hai ta mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng nhất định sẽ bị triệu hồi thánh địa. Cái này khoáng mạch nhưng phải khai thác nhiều năm, tiết kiệm mới là vương đạo. Cái này thật vất vả tới tay công việc béo bở, cũng không thể cứ như vậy không còn. Nói đúng đâu. Quay đầu ta cũng chuẩn bị một phần. Trương Tường Thuyết nói. Hắn thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, khẽ nhả một hơi. Địa phương nhỏ này nữ nhân, cũng là cũng tạm được. Vọc lúc huynh, ngươi nhanh lên ta chờ ngươi nước cờ này cũng đã cắt loại một khắc đồng hồ hắn lại mập mờ đến cười nói đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn hai người đều cảm giác có một cổ khí tức cường đại tại ở gần thật là đáng sợ yêu khí sẽ không phải là cái gì yêu vương a à? trương tường lẩm bẩm nói chu vọc lúc cũng liền đẩy ra trên người mỹ nữ đứng dậy hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại không có đạo lý a à? cái này nho nhỏ càng quốc tại sao có thể có yêu vương cấp bậc đại yêu qua lại đi mau đi xem một chút hai người nhìn nhau lập tức phóng lên trời tinh hà tông ngoại phù đảo chung quanh đây là cửu dương thánh địa mới xây phòng tuyến mục đích là đề phòng đông vực những thế lực lớn khác tập kích nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi này cũng không phải khác thánh địa cao thủ mà là một cái cổng quan tài tráng hán tráng hán này tự nhiên là hàng đêm hắn cổng quan tài mà đến muốn cho sư phụ nhặt xác trên đầu của hắn cũng cột một đầu bạch ma bạch ma theo gió lay động phù đảo phòng tuyến trong khoảnh khắc liền đã bị hắn dép xuyên hắn trên không trung từng bước từng bước hướng về đan huyền môn đi đến. Càng ngày càng nhiều cửu dương thánh địa đệ tử chạy tới, nhưng bị hắn giết mấy đám sau đó, tất cả đều nhượng bộ lui binh, không còn dám tiến lên. Hàng đêm rất nhanh là đến đan huyền môn, đây là tinh hà tông đại môn. Tại đan huyền môn trên cổng chào, buộc lên một cây cường tráng dây thừng, treo một bộ băng lãnh thi thể. Sư phụ, hàng đêm ngơ ngác nhìn cổ thi thể này, hướng thi thể đi đến. Sư phụ hắn chính là cao thủ thể thuật, dục thân có thể trăm năm bất hủ, bởi vậy ở đây treo hai năm cũng cùng thời điểm cơ hờ, Tết không có thay đổi gì. Hắn thử thi triển chính mình môn kia phục sinh thiên phú của người khác, nhưng chỉ định phục sinh cũng không thành công. Giống như tử vong thẩm phán một dạng, có chút thiên phú hắn không cách nào tại huyền thiên đại lục sử dụng. Mặc dù đã sớm liệu đến kết quả này, nhưng hắn vẫn là không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Phịch một tiếng, hàng đêm lấy xuống sau lưng trầm trọng quan tài. Sư phụ, đồ nhi trở về tới thăm ngươi. Hắn quỳ xuống, hướng thác bạc liệt thi thể dập đầu tạ sư phụ trước kia thu lưu chi ân tạ sư phụ trước kia truyền đạo chi ân tạ sư phụ chăm sóc chi tình trước sơn môn ba dập đầu sau hắn đi lên cầm dây trói cắt đứt đem sư phụ di thể để vào trong quan tài sư phụ di thể bảo tồn coi như hoàn hảo hắn nhìn xem gương mặt quen thuộc kia buồn từ trong tới trọng trọng đậy lại vách quan tài thế gian vạn sự không thiếu cái lạ có lẽ có hướng một ngày có thể tìm tới phục sinh sư phụ phương pháp hắn lẩm bẩm nói đem cái này quan tài băng phong thu vào mà lúc này trấn thủ nơi này cửu dương thánh địa trưởng lão chạy tới các hạ là người nào trương tường một mặt cảnh giác nhìn xem hàng đêm tới đây có gì muốn làm chu vọc lúc mang tại sau lưng trong tay cũng đã sớm xếp chặt một tấm bùa chú hàng đêm đảo mắt một mắt ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trên người hai người này sư phụ ta cuối cùng chính là bị các ngươi lôi cờ hờ tết a tinh hà tông tông chủ thác bạc liệt dưới trướng quan môn đệ tử hàng đêm xin chỉ giáo hắn thân ảnh lóe lên trong nháy mắt đi tới phía trước hai người trăng rắc một tiếng hắn hai cánh tay đồng thời ở trên đầu hai người này, đem bọn hắn xương đầu đập nát. Cách đó không xa vây xem cửu dương thánh địa đệ tử thấy vậy, đều chấn kinh. Hai đại trưởng lão đều bị hàng dạ miễu sát, bọn hắn như thế nào đối thủ. Một cái cũng đừng hòng đi. Hàng đêm lạnh trên một tiếng, lấy tự thân ma nguyên chống lên kết giới, đem một khối này khu vực bao phủ. Hắn mặt không biểu tình được phía trước, đem tất cả đến từ cửu dương thánh địa tu sĩ chém giết. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi chương 395, đàn thú tập kết. Hàng đêm không có để lại người sống, đem cửu dương thánh địa đệ tử toàn bộ chém giết. Đóng quân ở đây thánh địa đệ tử cũng không ít, thi thể chất so núi còn cao. Hắn tại thánh địa trưởng lão trong túi trữ vật, còn tìm được hắc hủy tiền bối yêu đan. Hôm đó đại chiến, lão hắc hủy cùng sư phụ hắn một dạng, lấy mạng ra đánh, cuối cùng vẫn lạc. Hắc hủy tiền bối di thể bây giờ cũng chỉ còn lại có cái này yêu đan, hắn đem cái này yêu đan cũng bỏ vào cổ quan tài kia bên trong. Lúc này, có người run rẩy mà từ đằng xa đi tới hắn nhìn sang người kia cũng nhìn lại hai mắt nhìn nhau rất lâu nhưng lẫn nhau đều không nói chuyện sau một lát hứa sơn môi khô khốc giật giật sư đệ ngươi trở về trở về hàng đêm gật đầu một cái thật xin lỗi ta trở lại quá muộn hứa sơn cười lắc đầu không cần phải nói thật xin lỗi chẳng ai ngờ rằng thế mà lại phát sinh loại sự tình này sư phụ trên trời có linh nhìn thấy ngươi bây giờ tu vi có thành cũng có thể nhắm mắt sư huynh vô năng trả lại cảm ơn ngươi giúp sư phụ báo thù. Sư phụ đợi ta ân trọng như núi, đây là ta phải làm. Hàng đêm nói. Đúng, ta ở trên đường thời điểm gặp sư tỷ, nàng không có việc gì, ngươi yên tâm. Hứa Sơn khẽ ừ một tiếng, lại hỏi sư đệ kế tiếp có tính toán gì không? Hàng đêm ngẩng đầu bắt vòng, lẩm bẩm nói, cửu dương thánh địa giết sư phụ ta, diệt trưởng bối, đồ ta đồng môn. Thù này không đội trời chung, ta nhất định diệt chi. Cái kia sư đệ có chắc chắn hay không? Hứa Sơn lại hỏi. Chuyện này ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời, từ từ mưu tính cũng vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Hàng đêm lắc đầu, sư huynh yên tâm, chuyện này ta có nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Hứa Sơn cười cười, có thể hay không mấy người sư huynh một chút thời gian. Đợi ta khôi phục một chút nguyên khí, cùng ngươi cùng nhau giết tới cửu dương thánh địa. Đương nhiên có thể, sư huynh không cần nóng vội, nghỉ ngơi thật tốt. Hàng đêm trả lời, ta bên này tìm giúp đỡ cũng phải tốn một chút thời gian. Lại có, càng quốc cảnh bên trong các nơi, đều có cửu dương thánh địa người, ta còn phải đi tru sát bọn hắn. Sư đệ ngươi tất nhiên có bản lãnh lớn tại người, bất quá sư huynh vẫn là nghĩ lại nhảy một câu, vạn sự cẩn thận. Kế tiếp hàng đêm tiếp tục đi diệt sát cửu dương thánh địa người. Tại trong động mỏ càng quốc bách tính cùng với người tu hành, cũng từng đám phải lui ra, trở lại quê quán của mình. Đồng tử Nguyệt cũng trở về Tinh Hà Tông, lúc này Tinh Hà Tông đã không có còn lại bao nhiêu người. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hàng đêm liền đem càng quốc cảnh bên trong cửu dương thánh địa đệ tử triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Cửu dương thánh địa truyền thừa lâu đời, thánh địa trong rất có thể có chiến lực đạt đến thập lục giai lão quái vật tọa trấn, lại hoặc là có một chút truyền thế chí bảo. Bởi vậy hàng đêm cũng không tính lỗ mãn giết tới, mà là dự định trước tiên viện binh. Kể từ Thái Dương thần xuất lĩnh thân quân càng quét hắc ám khu vực, đã qua 3 năm. Thời gian 3 năm, mẫu bỉ tư tinh đã sớm khôi phục nguyên khí, hơn nữa lấy được không nhỏ phát triển. Hàng đêm thân vệ đàn thú, cũng đã sớm khôi phục năm đó sức sống, thậm chí nâng cao một bước. Hàng đêm muốn tiến đánh cửu dương thánh địa, không phải đàn thú thân vệ không thể. Các đại tộc quần tinh nhuệ, thông qua cánh cửa thần kỳ đang hướng tinh hà tông di động, hoàn thành tập kết. Bây giờ hắn dạo bước trong hoàng cung, hướng Mỹ đổ toa nữ vương nơi ở đi đến. Hành lang bên kia, tiểu lam vui sướng đến bơi tới. Hổ thúc thúc, rất lâu không thấy ngươi rồi. Ba năm qua đi, tiểu lam cũng đã trưởng thành một chút. Hàng đêm từ trong túi móc ra hai khối đường cho nàng, bất quá nàng lại có chút ghét bỏ, ta đã không phải là tiểu hài tử rồi. Không ăn đường. Thắc hắc, hổ thúc thúc đây là muốn đi tìm mẹ ta. Mẹ ta gần nhất tính khí không tốt lắm, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm đâu. Mẹ ngươi thế nào? Hàng đêm lông mày nhíu một cái, không khỏi hỏi. Tiểu Lam cười nói, cùng thu di các nàng chơi mạt trượt một mực thua, thua trà đắng tử đều nhanh không có rồi. Ngạch, hàng đêm còn tưởng rằng là cái đại sự gì, thì ra là như thế. Medusa nữ hoàng tại hoàng cung tỉnh dưỡng ba năm, tự nhiên cũng cùng lãnh thanh thu các nàng quen thuộc ta cùng tiểu tiểu tỷ hẹn buổi chiều muốn đi trong tinh không thanh trừ thiên thạch, đi trước rồi. Nàng phất vất tay, nhanh như chớp liền đi không còn hình bóng. Hàng đêm rất nhanh là đến Mỹ đổ toa nữ vương bên ngoài gian phòng, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Thuận tiện đi vào sao? Hắn thăm hỏi. Vào đi. Bên trong truyền đến Mỹ đổ toa nữ vương thanh âm đạm mạc. Thời gian ba năm, nàng tự hồ đã từ quá khứ khói mù bên trong chạy ra. Mặc kệ là khí sắc vẫn là tinh thần diện mạo, đều tốt không thiếu hàng đêm không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề phải nói thực lực khôi phục thế nào ta bên này có trận có lẽ muốn ngươi hỗ trợ áp trận mỹ đổ toa nữ vương nghe vậy thản nhiên nói bản vương cũng không phải ngươi tay chân chúng ta đã sớm thanh toán xong hàng đêm gật đầu một cái ta biết ngươi có thể cho là ta đang cầu xin ngươi có thể giúp cái này bận rộn sao mỹ đổ toa nữ vương gặp hàng xương đêm ra ít có vẻ nghiêm túc lầu bầu nói hảo lúc nào ngay bây giờ hàng đêm nói lại nói thực lực của ngươi đến cùng khôi phục bao nhiêu, cho ta thấu cái thực chất. Mỹ đổ toa nữ vương hỏi lại, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đông vực có một thế lực to lớn, tên là Cửu Dương Thánh Địa, không biết ngươi có nghe nói qua hay không? Hàng đêm trả lời, ta muốn tiêu diệt nó. Diệt Thánh Địa Mỹ đổ toa nữ vương đôi mi thanh tú nhăn lại, đông vực mặc dù không giống trung vực như vậy phồn hoa. Nhưng loại thế lực này truyền thừa lâu đời, cũng không phải tốt như vậy gì. Ngươi vì cái gì? Nàng tất nhiên mở miệng hỏi, hàng đêm cũng không có gì dễ giấu giếm, đúng sự thật cùng nàng nói. Mỹ đổ toa nữ vương biết đầu đuôi sự tình sau đó, cũng không biết an ủi ra sao hàng đêm, cũng chỉ nói câu mặt cho điều khiển. Thực lực của nàng đã khôi phục nửa thành, mặc dù chỉ có một nửa nhưng cũng đầy đủ kinh khủng. Thời kỳ toàn thịnh nàng thế nhưng là tây vực bá chủ, danh chấn thiên hạ siêu cấp cường giả. Mang hoang chiến sự căng thẳng, hàng đêm liền không có tới đó tìm viện quân. Có Mỹ đổ toa nữ vương tọa trấn, liền đã đủ. Tinh Hà Tông, hàng dạ thủ hạ 10 vạn thú tộc tinh nhuệ tập kết hoàn tất. Lão giáp lão bạch bọn hắn, từng cái hưng phấn không thôi, thật nhiều năm không có theo hàng đêm chinh chiến, bọn hắn 10 phần tưởng niệm trước đây thời gian. Xuất phát. Theo hàng đêm ra lệnh một tiếng, thú tộc đạp ở lôi điểu nhất tộc trên lưng, hướng về bắt bay đi. Lôi điểu dương cánh sau đó, che khuất bầu trời. Đàn thú kinh cũng yêu khí, để cho dọc theo đường đi tất cả thế lực cũng không dám mạo hiểm đầu, tùy ý lôi điểu nhóm từ đỉnh đầu bay qua. Bây giờ, kim linh đại ưng trên lưng. Hứa Sơn nhìn xem uy mảnh đàn thú, khiếp sợ không thôi. Trước kia đàn thú quét ngang càng quốc, hắn cũng là cái chứng kiến. Lúc này mới thời gian mấy năm, hàng giả dạ thủ hạ đàn thú vậy mà đã cường đại đến nước này. Sư đệ, lấy ngươi thực lực hôm nay cùng nội tình, cũng có thể tự xây một cái yêu quốc. Hứa Sơn nói, không hổ là thủ hạ của ngươi, giống như ngươi biến thái. Trên lưng chim không chỉ có hắn, còn có đồng tử nguyệt cùng với tinh hà tông một chút may mắn còn sống sót cường giả. Chương 396, Tiếng đánh thánh địa lấy thánh địa nội tình, sớm đã biết tại càng quốc phát sinh những sự tình này. Lấy bọn hắn cường đại mạng lưới tình báo, cũng đã điều TRA ra hàng đêm bộ phận bối cảnh. Biết hắn từng tại mang hoang qua lại qua, đồng thời cũng là thái nhất thần cung đệ tử. Thái nhất thần cung thế nhưng là bất hủ đại giáo, nội tình xa không phải cửu dương thánh địa có thể so sánh. Bởi vậy tại trên ứng đối ra sao hàng giả thường, cửu dương thánh địa cường giả giả cãi vã rất lâu. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, càng quốc chi chuyện thế mà chỉ là bắt đầu, hàng đêm không biết từ nơi nào triệu hoán đến một cái khổng lồ đàn thú, đang hướng cửu dương thánh địa mà đến. Nhìn tư thế là muốn tiến đánh thánh địa, loại chuyện này tại đông vực những năm gần đây chưa từng phát sinh qua. Cái trước bị phá vỡ thánh địa, đã là mấy triệu năm trước chuyện. Hàng đêm cử động, không thể nghi ngờ chọc giận tới cửu dương thánh địa cường giả, bây giờ bọn hắn đã khu chiên gõ trống chuẩn bị ứng đối. Lôi điểu quần đi tới mây đen quốc phụ cận thời điểm, nên đón nhóm đầu tiên cửu dương thánh địa địch nhân. Hơn 20 vạn cửu dương thánh địa tu sĩ, hoặc là ngự kiếm, hoặc là trực tiếp bay trên không trung. Từ xa nhìn lại, ô ương ương một mảnh, mười phần hùng vĩ. Thái nhất thần cung đệ tử hàng đêm ở đâu? Đối diện trong trận doanh đi ra một người, hướng về đàn thú hô lớn. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhanh chóng thối lui, chuyện này liền như vậy chấm dứt. Nếu không, tất yếu các ngươi trả giá đắt. Người kia lạnh trên một tiếng, trên trời bỗng nhiên vang lên sấm sét vang dội thanh âm. Người này ồn ào, ai đi lên đem hắn chém. Hàng đêm trầm giọng nói chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ trống vãn hồi hắn căn bản liền không muốn cùng cửu dương thánh địa nhiều người nói nhảm bọn hắn tất nhiên khi dễ nhỏ yếu liền nên nghĩ đến chính mình cũng sẽ có bị khi phụ một ngày ta tới lâm chỉ lan khẽ quát một tiếng từ trên lưng chim bay ra ngoài ba năm qua đi nàng mặc dù không thể đột phá chủ tinh cấp nhưng so với trước đây mới vừa vào hàng tinh cấp muốn mạnh một mảng lớn nàng vừa bay ra ngoài đối diện bỗng nhiên bay tới một trận mưa tên hừ không giảng võ đức cho ta xông tới giết một tên cũng không để lại. Hàng đêm giận dữ, lúc này xuất lĩnh thú giết đi lên. Đại chiến liền như vậy bắt đầu, song phương đánh rất là kịch liệt. Cùng cảnh giới bên trong, yêu tộc vốn là có nhục thân ưu thế. Mà hàng giả thủ hạ thú tộc, từng cái thiên phú lại viễn siêu huyền thiên thổ dân thần thông, lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Đại chiến không ngừng, không ngừng có thi thể rủ xuống, chồng chất như núi. Rất lâu, chi này cửu dương thánh địa tu sĩ đại quân, bị triệt để tiêu diệt. Mây đen nền tảng lập quốc đất tu sĩ rung lẫy bảy gặp che khuất bầu trời lôi điểu quần rời đi về sau, mới thở dài một hơi. Đại quân bị diệt tin tức rất nhanh truyền về cửu dương thánh địa, choáng ván thánh địa một đám đại lão. 20 vạn người không có một cái có thể còn sống trở về, cái này đã nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức truyền lệnh, để cho tất cả bên ngoài thánh địa đệ tử, trở về thủ sơn. cửu dương thánh chủ dương tam thái nhất khuôn mặt nghiêm túc nói truyền xuống mệnh lệnh. Bình tĩnh nhiều năm đông vực, bắt đầu sao động. cửu dương thánh địa nguyên bản bởi vì ca nguyên mỏ vàng chuyện, đắc tội đông vực khác thánh địa. Bây giờ hàng đêm toàn diệt cửu dương thánh địa 20 vạn đại quân, làm cho những này thánh địa cũng động tâm tư, bắt đầu từng bước xâm chiếm cửu dương thánh địa thế lực. Đây là hàng đêm trước kia không ngờ tới tràn diện, các đại thánh địa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không thể nghi ngờ có thế thay hắn chia sẻ không thiếu áp lực. 20 vạn đại quân bị diệt sau đó, cửu dương thánh địa lại không chủ động xuất kích mà là cố thủ sơn môn. Bây giờ, lôi điểu quần đã tới cửu dương thánh địa phụ cận. Đường đường thánh địa, tự nhiên không thể chịu đựng bị người ngăn ở trước cửa nhà đánh. Thánh địa chung quanh đã sắp hàng hơn trăm vạn tu sĩ đại quân, bọn hắn cũng không hoàn toàn là cửu dương thánh địa đệ tử. Trong đó có không ít đến từ cửu dương thánh địa thế lực chi nhánh, là tạm thời bị điều động tới. Ai cũng biết trận chiến đấu này tránh không được, đại chiến hết sức căng thẳng, giết đến hôn thiên hắc địa. Hàng đêm bây giờ đã là tinh hà cấp cường giả, tại trong huyền thiên đại lục hệ thống sức mạnh cũng có cấp 14. Chiến lực của hắn từ trước đến nay kinh khủng, vượt cấp chiến đấu giống như uống nước ăn cơm dễ dàng. Bây giờ hắn đối mặt thánh chủ Dương Tam Thái, trước đây từ hắn lấy được tình báo đến xem, cái này Dương Tam Thái là thập ngũ giai thực lực. Nhưng bây giờ giao thủ một cái, hàng đêm liền biết đó là gia hỏa này cố ý lan rộng ra ngoài lời đồn. Dương Tam Thái là hàng thật giá thật thập lục giai cường giả, sức chiến đấu tương đương không tầm thường. Hàng đêm cùng hắn giao chiến, trong lúc nhất thời cũng không cách nào triệt để đánh bại hắn. Nhưng so đấu sức chịu đựng, Dương Tam Thái còn kém rất rất xa hắn, tiếp tục ác chiến tiếp, cuối cùng người thắng nhất định là hàng đêm. Nhưng vào lúc này, cửu dương trong thánh địa lại đột nhiên giết ra một cường giả. Đó là cửu dương thánh địa đời trước thánh chủ, ngoại giới đều truyền cho hắn đã sớm cơ hờ kết. Nhưng trên thực tế, hắn một mực còn sống, là cửu dương thánh địa nội tình một trong. Lão thánh chủ thực lực so dương tam thái mạnh hơn nhiều, mặc dù còn chưa siêu việt thập lục giai đến 17 cấp, nhưng cũng đã không sai biệt lắm. Hắn đột nhiên triều hàng giả dạ tập tới, hàng đêm tự hiểu khó mà ngăn cản, liền vội vàng đưa tin cho mỹ đổ toa nữ vương muốn nàng hỗ trợ bất quá mỹ đổ toa nữ vương đã trước tiên hắn một bước ra tay rồi lập tức ngăn cản lão thánh chủ ngươi là mỹ đổ toa nữ vương lão thánh chủ một mặt khiếp sợ nhìn xem mỹ đổ toa nữ vương khó có thể tin phải hỏi đạo đều nói mỹ đổ toa nữ vương cao ngạo vô cùng hơn nữa chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào giao hảo lão thánh chủ như thế nào cũng không nghĩ đến hàng đêm lại có thể mời nàng làm giúp đỡ hơn nữa mỹ đổ toa nữ vương thế nhưng là thập bát giai cự lão sức chiến đấu hoàn toàn nghiền ép bọn hắn tôn kính nữ vương bệ hạ hàng đêm cho ngài chỗ tốt gì có thể để cho ngài hỗ trợ ra tay mặc kệ hắn cho ngài cái gì chúng ta cử dương thánh địa đều nguyện ý ra gấp hai giá tiền chỉ cầu ngài không nên nhúng tay việc này lão thánh chủ muốn trực tiếp khuyên lui mỹ đổ toa nữ vương mỹ đổ toa nữ vương thản nhiên nói hắn cho các ngươi cấp không nổi muốn trách thì trách các ngươi quá mức cùng ngạo người cùng tất có thiên thu nói đi nàng liền trực tiếp hướng lão thánh chủ công tới. Lão thánh chủ cũng không có lựa chọn, chỉ có thể nhắm mắt lại. Mỹ đổ toa nữ vương thực lực mặc dù chỉ khôi phục một nửa, nhưng đối phó với người này vẫn là không có vấn đề. Nàng rất nhanh liền đem lão thánh chủ chém giết, đang muốn trở về giúp hàng đêm, đã thấy cửu dương thánh địa thủ sơn đại trận mở ra. Thì ra vừa rồi dương tam thái khi nhìn đến Mỹ đổ toa nữ vương ra sơn sau, lập tức liền lựa chọn tránh lui. Hắn một lòng nghĩ lui, hàng đêm cũng không thể lưu lại. Bất quá vẫn là có số lớn cửu dương thánh địa đệ tử dừng lại tại đại trận bên ngoài. Bọn hắn thấy trận pháp kích hoạt, kêu cha gọi mẹ gọi người bên trong mở ra trận pháp, để cho bọn hắn cũng đi vào. Nhưng đây là không thể nào, bọn hắn cái này mấy trăm ngàn người, trong nháy mắt trở thành con rơi. Người đầu hàng không giết. Hàng đêm thừa cơ lớn tiếng tuyên bố. Những thứ này biến thành con rơi tu sĩ, tự nhiên không có nhiều nguyện ý liều mạng, tuyệt đại bộ phận đều đầu hàng. Bọn hắn không biết, hàng đêm cũng không phải lòng từ bi muốn thả bọn hắn một ngựa mà là muốn đem tu vi của bọn hắn giam cầm, tiếp đó toàn bộ vứt xuống trong hầm mỏ làm lao công. Lấy kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người. Bây giờ ngăn tại trước mặt bọn hắn, là cửu dương thánh địa duy trì mấy trăm vạn năm thủ sơn đại trận. Bộ này thủ sơn đại trận lực phòng ngự không gì sánh kịp, nhất định phải là đỉnh tim cao thủ mới có thể phá vỡ. Hàng đêm tay cầm thiên khuyết đao, mang theo thần đao chi uy, hướng cửu dương thánh địa thủ sơn đại trận bổ tới. Đại trận lay động kịch liệt lấy, bị đánh mở một cái lỗ hổng bất quá đạo này lỗ hổng cũng chỉ kéo dài phút chốc lập tức liền lại khôi phục hàng đêm liên tiếp vung đao nhưng kết quả đều như thế cũng không có cái gì thay đổi cái này xác rùa đen quả nhiên khó khăn mở toa toa xem ngươi rồi hắn nhìn về phía một bên mỹ đổ toa nữ vương nói mỹ đổ toa nữ vương nghe thấy hắn gọi như vậy chính mình nổi da gà đều phải đứng lên đây là tên thật của nàng nàng phía trước có nói cho lãnh thanh thu các nàng hàng đêm biết chắc chắn là các nàng lặng lẽ nói cho điều này không khỏi làm mỹ đổ toa nữ vương oán thầm bọn này nhựa plastic hoa tỉ muội không cho phép gọi ta như vậy nàng lạnh trên một tiếng thân thể bơi về phía trước cốt toa toa hàng đêm nghiêm túc gật đầu một cái chương 397, ám tiễn đã thương người mỹ đổ toa nữ vương du tẩu đến trước đại trận chỉ thấy trong mắt nàng bắn ra một đạo sáng chói chùm sáng màu đỏ chùm ánh sáng này nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực phá hoại trực tiếp đem đại trận cho mở ra một đường vết rách tại đạo này lỗ hổng khu vực biên giới còn kèm theo có hồng quang, lấy áp chế trận pháp tự lành. Hảo, không hổ là ngươi. Hàng đêm thấy thế đại hỉ, vội vàng chỉ huy đàn thú chuẩn bị xung kích. Nhưng vào lúc này, ai cũng không có dự liệu được một màn xảy ra. Một chi màu vàng mũi tên từ đại trận trong cái khe bắn mạnh mà ra, trực tiếp bắn tại Mỹ đổ toa nữ vương trên thân, từ trước ngực của nàng xuyên qua. Hàng đêm biến sắc, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Mũi tên này khó lường, nhanh như thiểm điện, dù là thực lực mạnh mẽ như vậy mỹ đổ toa nữ vương đều không thể phản ứng lại kịp thời tránh né hơn nữa mũi tên này có thể trực tiếp đem nàng xạ cái xuyên thấu lực sát thương có thể thấy được lốm đốm mười phần kinh khủng một tiễn này nếu là bắn tại hàng đêm trên thân nhất định có thể đem hắn khóa huyết thiên phú đánh ra những người khác cũng căn bản không chịu nổi một tiễn này không sao tên đê tiện dám ám tiễn đã thương người ta hôm nay nhất định muốn phá vỡ đại trận này mỹ đổ toa nữ vương bướng bỉnh phải từ hàng đêm trong tay tránh ra khỏi hai mắt tiếp tục bắn ra cường đại hồng quang phá hư đại trận. Đã trải qua vừa rồi mũi tên kia, hàng đêm đã có dự cảm. Hắn lúc này thân thể hướng phía trước cưỡng một cái, chắn Mỹ đổ toa nữ vương trước người. Quả nhiên, tiếp theo tiễn đột nhiên bắn ra, cũng từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Hắn cứng cỏi nhục thân, đối với mũi tên tiến hành một cái hoàng Mỹ hòa hoãn, Mỹ đổ toa nữ vương cũng không chịu ảnh hưởng của mũi tên thứ hai bao nhiêu. Vật này hẳn là cửu dương thánh địa bảo vật trấn tông, không hổ là truyền thừa lâu đời thánh địa, quả nhiên có chút đồ vật hàng đêm lẩm bẩm nói. Lúc này, lãnh thanh thu từ phía sau tiến lên, lập tức cho hai người trị liệu. Cùng lúc đó, cửu dương thánh địa hộ sơn đại trận đã bị Mỹ đổ toa nữ vương phá hư, kẻ hở kia đã có thể để cho đại thể hình thú tộc tiến vào. Hàng đêm thừa dịp khóa huyết thời hạn còn tại, lập tức dẫn dắt thú tộc xung kích. Trong quá trình này, lại có mấy mũi tên xuất tại hàng đêm trên thân, nhưng hắn nợ nhiều không lo thân, không lọc vào mắt. Thực sự là gặp quỷ. Thánh địa tòa nào đó trên đỉnh núi cao tay cầm một thanh kim sắc đại cung dương tam thái nhất khuôn mặt vẻ u sầu nhìn xem đã xông vào thánh địa đàn thú cùng với cái kia từ đầu đến cuối đều bắn không cờ hờ kết hàng đêm yêu nghiệt này lai lịch gì thậm chí ngay cả ăn trục nhật cung năm mũi tên mà không cờ hờ kết hắn lúc này sắc mặt thoáng có chút hư trắng sử dụng bực này thần khí với hắn mà nói cũng không thiếu tiêu hao huống chi hắn vừa rồi tại hộ sơn đại trận bên ngoài thời điểm cùng hàng đêm kịch chiến lâu như vậy thể nội huyền lực đã sớm không có còn lại bao nhiêu bây giờ hàng dạ triêu hắn đánh tới hắn vô tâm tái chiến, một lòng muốn chạy trốn. Nhưng ngay tại hắn tế ra chạy trối cơ hờ, kết na di thần phù, muốn trốn chạy thời điểm, bỗng nhiên phát giác không gian chung quanh đã bị giam cầm. Trong tay hắn trương này na di thần phù cũng căn bản không phát huy được tác dụng. Đáng giận, là tên kia. Hắn biết đây là Mỹ đổ toa nữ vương thủ bút. Dù là trúng một tiễn, đối với nàng mà nói cũng hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, hàng đêm đã giết đến bên cạnh hắn. Dương Tam Thái không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nên đón tiếp lấy, muốn tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng hàng đêm bị gia hỏa này liên xạ năm mũi tên, nội tâm rất là hỏa lớn, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Dương Tam Thái rất nhanh liền bị hàng đêm lửa giận thông vệ, cơ hờ kết ở hàng đêm trong tay. Cửu Dương Thánh địa khí thế vốn là đê mê, lần này Dương Tam Thái nhất cơ hờ kết, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Người đầu hàng không giết. Hàng đêm hô lớn. Trên tràn Cửu Dương Thánh địa đệ tử số lượng khổng lồ, muốn toàn diệt, đàn thú tất nhiên sẽ không nhỏ thiệt hại lúc này bọn hắn tất nhiên vô tâm ham chiến, vậy hắn liền cho một cái sống sót hy vọng. Có người thả phía dưới pháp bảo đầu hàng sau đó, phần lớn người cũng đi theo đầu hàng. Hàng đêm dùng từ Mỹ đổ toa nữ vương nơi đó học được cấm chế, đem những tù binh này tu vi toàn bộ phong cấm. Hắn từ trước đến nay không phải một người nhân từ, không có khả năng làm cho những này người tiêu giao. Bọn hắn đều đem biến thành khổ công, cuối cùng sẽ cơ hờ kết ở đó u ám cô tịch trong động mỏ. Cửu dương thánh địa truyền thừa lâu đời, có tài nguyên chồng chất như núi, để cho hàng đêm thấy đều cảm giác có chút không chân thực. Những tư nguyên này hắn để cho đàn thú khiên trở về mẫu bỉ tư tinh, để cho làm hậu cần Alice hỗ trợ xử lý. Cửu dương thánh địa người, cũng từng đám xuôi nam, bị đưa vào càng quốc ca nguyên mỏ vàng bên trong. Đàn thú sau khi trở về, liền không có lại tới. Cửu dương thánh địa tài nguyên, hoàn toàn đủ đàn thú tu luyện, thậm chí cũng có thể ban ơn cho số lớn mẫu bỉ tư người quân đội. Bây giờ, càng quốc tinh Hà Tông. Hứa Sơn còn có một đám may mắn còn sống sót đồng môn nhìn về phía hàng đêm, muốn cho hắn tiếp nhận tinh hà tông vị trí tông chủ, khôi phục tông môn. Bất quá hàng đêm cũng không tính đáp ứng, bởi vì hắn biết mình không cách nào một lòng tại tông môn, cũng không cách nào trường kỳ tại tông môn tỏa trấn. Đại sư Huynh, vị trí này vẫn là ngươi tới ngồi. Ngươi là sư phụ đại đệ tử, tiếp nhận vị trí tông chủ danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn trở về phi mã thương hội mà nói, sư đệ ta cũng không ý kiến. Hàng đêm nhìn về phía hứa sơn nói. Hứa sơn cười lắc đầu, chỗ kia ta sẽ không trở về nữa, không thích hợp ta. Ta vẫn lưu lại tông môn A. Đến đổi người tông chủ này chi vị, hắn mắt nhìn hàng đêm lại nhìn mắt tại chỗ những người khác. Trước đây tinh hà tông những cái kia nhân vật có mặt mũi, cũng đã cơ hờ, hết hết. Còn lại trong những người này, hy vọng của hắn cũng tốt thực lực cũng được, cũng đầy đủ phục chúng. Hắn biết hàng đêm có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có khả năng cả một đời nhốt ở tại cái này nho nhỏ tinh hà tông. Đi, người tông chủ này chi vị, sư huynh ta liền tiếp nhận. Hứa Sơn trầm giọng nói. Hứa Sơn tiếp nhận vị trí tông chủ sau, lập tức ra tay một lần nữa mở ra sơn môn, chiêu thu đệ tử. Bây giờ Tinh Hà Tông mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng trải qua trận này sau đó, hàng đêm tin tưởng, tại cảnh nội đông vực, chắc chắn không có thế lực dám nhằm vào Tinh Hà Tông. Bây giờ chính là bách phế đại hưng lúc, hàng đêm cũng không có lập tức rời đi, mà là lưu lại hỗ trợ. Hắn còn tới uy long trên đỉnh, cho sư tôn thác bạc liệt xây một ngôi mộ, dựng lên mộ bia. Bất quá hắn cũng không có đem quan tài xuống mồ, bởi vì trong lòng của hắn còn có cuối cùng một tia huyễn tưởng. Có lẽ có hướng một ngày, có thể đem sư tôn phục sinh, bởi vậy nhục thân vẫn là từ hắn bảo quản càng thêm yên tâm. Sau đó hắn lại đến phía sau núi, tại đầm sâu bên cạnh cũng cho hắc hủy tiền bối xây một ngôi mộ. Trước kia là hắc hủy tiền bối thiêu đốt chính mình, giúp hắn đã thông đi tới mang hoang lộ. Nếu không phải là hắn, chính mình những năm này sẽ không tiến bước nhanh như vậy. Ở trong mắt hắn, hắc hủy phân lượng của tiền bối cũng rất nặng hắn từ Mỹ đổ toa nữ vương trong miệng biết được một môn dùng yêu đang chuyển thế bí pháp, có thể có thể để hắc hủy tiền bối phục sinh. Bất quá bí pháp này cực kỳ hà khắc, nhất thiết phải tìm được một cái cùng hắn đồng tộc cơ hờ kết trứng mới được, hơn nữa muốn tìm tới một loại cực kỳ hiếm thấy tiên thảo. Hắn muốn về Thái Nhất thần cung một chuyến, có thể thần cung đại lão biết nơi nào có loại kia tiên thảo. Hoặc có người biết, như thế nào để cho người ta hoàng dương, có thể để cho sư phụ hắn phục sinh biện pháp. Chương 398, Tầm Bảo bất quá tại đi thái nhất thần cung phía trước, hắn trước tiên cần phải về nhà một chuyến. Lộc tỷ nói với hắn, tử vong chi liêm gần nhất muốn gặp hắn một mặt. Trở lại mẫu bỉ tư tinh sau, hàng đêm không có trực tiếp đi tìm cờ hờ tết vong chi liêm. Cho là tử vong chi liêm chỉ nói là có thời gian rảnh đi tìm hắn, lường trước hẳn là cũng không phải cái đại sự gì. Bây giờ, hắn tại trong phòng Mỹ đổ toa nữ vương. Hôm đó tiếng đánh cửu dương thánh địa, nàng trúng một tiễn, bị thương. Cái kia vết thương tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đó là bởi vì giúp hắn mà chọc, bởi vậy hắn về tình về lý đều nên tới thăm hỏi một chút. Nàng lúc này đang lười biếng nằm ở trên giường, dùng máy tính bảng xem tivi. Gặp hàng hôm qua, con mắt liếc hắn một cái, sau đó lại vùi đầu tiếp tục đuổi kịch. Nhìn ngươi dạng này, khôi phục không sai biệt lắm. Hàng dạ vấn đạo. Mỹ đổ toa nữ vương khẽ ừ một tiếng, còn nói, mặc dù trúng tên đã gần như khỏi hẳn, bất quá cái này cần tính toán tai nạn lao động, ngươi phải bồi thường ta. Muốn cái gì bồi thường? Hàng giả dạ vấn đạo còn chưa nghĩ ra về sau nghĩ kỹ lại tìm ngươi muốn nàng trả lời ngày đó nhìn ngươi ra tay thực lực mặc dù chỉ khôi phục một nửa nhưng cũng rất mạnh a à. hàng đêm còn nói gần nhất có tính toán gì hay không muốn soán quyền tế tự bây giờ cũng không phải đối thủ của ngươi a à. hàng đêm nói chuyện cái này mỹ đổ toa nữ vương lập tức buông xuống trước mặt tấm phẳng một mặt nghiêm túc ngươi cái tên này không duyên cớ tìm người không khoái nàng hừ nhẹ một tiếng hàng đêm thản nhiên nói chung quy là muốn đối mặt nếu là một mực lựa chọn trốn tránh nó sớm muộn sẽ trở thành tâm ma của ngươi mỹ đổ toa nữ vương nghe vậy âm thầm chìm khẩu khí chính xác như hàng đêm nói tới nàng thực lực mặc dù chỉ khôi phục một nửa nhưng cái này một nửa thực lực cũng đầy đủ kinh khủng hoàn toàn có thể trở lại medusa bộ lạc đánh gãy năm đó mâu thuẫn nhưng nàng trong tiềm thức vẫn không muốn đi đối mặt chuyện này khi đó bị tộc nhân phản bội cảm giác mỗi lần nghĩ đến đều để nàng đau lòng khó chịu Ta à. chờ ta thực lực triệt để khôi phục rồi nói sau nàng nói. Hàng đêm cười cười, nói, hảo, lời này ta có thế nghe. Đến lúc đó ngươi nếu là còn muốn chạy trốn tránh, ta trảo đều bắt ngươi đi qua. Mỹ đổ toa nữ vương nghe vậy, hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Không có ai có thể ép buộc bản vương làm bản vương chuyện không muốn làm. Ngươi người này, tốt xấu chẳng phân biệt được. Hàng đêm trực tiếp cho nàng liếc mắt. Đi, lần sau gặp lại thời điểm, có lẽ chính là cùng ngươi cùng một chỗ về bộ lạc thời điểm. Mỹ đổ toa nữ vương không nhiều lời cái gì, tiếp tục vùi đầu xem phim. Bất quá lúc này tâm đã rối loạn, cũng không biết mình tại nhìn cái gì đó. Kể từ trở thành nữ vương sau đó, nàng vì tộc móc tim móc phổi mấy vạn năm. Mấy vạn năm dốc hết tâm huyết, kết quả đổi lấy tộc nhân phản bội, việc này đối với nàng mà nói đã kích quá lớn. Hàng đêm rời đi Mỹ đổ toa nữ vương gian phòng sau, liền vòng vo đi tới mẫu bỉ tư tinh cao cấp nhất một gian phòng thí nghiệm. Đây là Alice chuyên trúc phòng thí nghiệm, bình thường ngoại trừ nàng, không có ai có quyền hạn đi vào. Bây giờ nàng đang tại giả luyện kim loại, bất quá tiếng chung đột nhiên vang lên ngẩng đầu nhìn lên, trong màn hình biểu hiện hàng đêm ở ngoài cửa. nàng đương nhiên sẽ không đem hàng đêm cự tuyệt ở ngoài cửa, lập tức mở ra đại môn. hàng đêm mặt mỉm cười lấy đi đi vào, ngồi vào nàng bên cạnh. thế nào? cái này cam nguyên kim như thế nào? hàng giả dạ vấn đạo. vật này là tinh hà tông tụ biến dây dẫn nổ, bất quá đồ vật vô tội. bây giờ cửu dương thánh địa người liên tục không ngừng khai thác, hắn tự nhiên cũng phải lấy ra dùng, không thể cứ như vậy lãng phí. phẩm chất cao vô cùng hơn nữa có siêu cường khôi phục tính chất so với bình thường ký ức kim loại còn muốn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần chính là giả luyện có chút khó khăn trước mắt lò rèn rất khó đem dung luyện bất quá ta đã đưa ra cải tiến phương án giả luyện nang đề hẳn là rất nhanh liền có thế hóa giải chật chật lấy loại tài liệu này chế tạo cỗ máy chiến tranh chắc chắn có thể chế tạo ra một chi chiến vô bất thắng đáng sợ quân đoàn alice là vũ khí đại sư theo nàng nghiên cứu xâm nhập càng ngày càng đối với loại tài liệu này cảm thấy chấn kinh hàng đêm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cam nguyên hiện tại huyền thiên đại lục cũng là thượng hạng tài liệu, cũng không phải những cái kia đứng đầy đường kim loại. Vậy ngươi kế tiếp có chiếu cố? Hàng đêm cười nói. Đây chính là ta thích nhất chuyện, ta còn rất hưởng thụ đâu. Alice cười nói, công việc trong tay không ngừng. Hàng dạ nguyên suy nghĩ rất lâu không có vuốt ve an ủi, muốn cùng nàng chơi đùa một phen. Nhưng thấy trạng thái bây giờ của nàng hảo như vậy, một lòng nhào vào trên nghiên cứu, liền không có có ý tốt quấy rầy vậy ta rút lui trước, có gì cần cứ cùng lộc tỷ nói, để cho nàng nói cho ta biết. Hắn đứng dậy hướng ra ngoài vừa đi đi. Alice gật đầu một cái, đáp lại một tiếng hảo. Hàng đêm rời đi phòng thí nghiệm sau, dự định đi xem đại bảo bọn hắn. Nội tâm của hắn đối với đại bảo bọn hắn kỳ thực một mực chút ấy nấy, ngoại trừ tại bọn hắn lúc mới sinh ra có nhiều bồi bồi bọn hắn. Những năm này hắn đều rất không tiếp đãi lâu được bạn chính mình những hài tử này, không có cho dư bọn hắn đầy đủ tình thương của cha. Duy nhất để cho hắn vui mừng là, coi như hắn làm bạn thời gian không nhiều, nhưng những hài tử này cũng đầy đủ biết chuyện, không có một cái nào phẩm hạnh không đoan. Hắn đi đi dạo một vòng, đại bảo bọn hắn có ở nhà, có đến tinh cầu bên ngoài khai hoang đi. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, bay thẳng thiên trời đi mẫu bỉ tư tinh, hướng về hắc ám vùng chỗ sâu bay đi. Lộc tỷ đang triệu hoán hắn, gọi hắn cùng đi tầm bảo. Nàng tàng bảo đồ thiên phú đã sớm thăng cấp, có thể sớm nhìn thấy bảo vật phẩm chất. Nàng lần này mở ra tàng bảo đồ, phẩm chất là cao cấp nhất, là kiện khó được bảo bối tốt vì để phòng vạn nhất nàng liền kêu hàng đêm tới trợ giúp nhất định muốn cầm tới thứ này hàng đêm trên đường tốn không ít thời gian mới đi đến thất thải con nai vị trí ở đây rất vắng vẻ ở vào hắc ám vùng chỗ sâu nhất phía trước chính là tinh toàn khu vực là từng vòng đáng sợ vòng xoáy hắn từ tử vong chi liêm trong miệng biết được đây là cấm kỵ chi địa không thể tự tiện vào đến nỗi nguyên do vì cái gì tử vong chi liêm cũng không rõ lắm chỉ biết là là lịch đại a tu la vương truyền xuống lộc tỷ vị trí này thế nhưng là có chút nguy hiểm đâu. hàng đêm thầm nói. thất thải con nai nói cầu phú quý trong nguy hiểm đi. thắc ám khu vực cũng liền nơi này có thế mở phải ra cao cấp tàn bảo đồ. ta đoạn thời gian trước ở cách nơi này càng xa một điểm chỗ đã tìm được một kiện bảo bối. ngươi còn không có gặp đại tỷ đúng không? bằng không thì đại tỷ nhất định cùng ngươi nói. a. À, đó là cái gì bảo bối? hàng đêm hiếu kỳ phải hỏi đạo. một gốc rất nghịch thiên cây giống ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực thất thải con nai trả lời. Thứ này cho đại tỷ là tuyệt phối, ngày đó tiến đánh cửu dương thánh địa thời điểm, nếu là có bảo bối này. Ngươi hòa thuận vui vẻ Mỹ đổ toa nữ vương thương đoán chừng có thể lập tức chữa trị. Lợi hại như vậy. Hàng đêm kinh hô. Lần này đổi mới tàn bảo đồ, có thể so sánh lần trước còn phải lại cao hơn một cấp. Thất thải con nai còn nói. Thật không biết nơi này có mờ ám gì, thế mà nhiều như vậy bảo bối. Tiếp lấy hàng đêm liền cùng nàng bắt đầu tầm bảo. Tìm được tìm được, một hổ một hưu tìm được một cái vết nứt không gian bên trong. Tại trong cái này nhỏ hẹp vết nứt không gian, hàng đêm hai cánh tay nắm lấy trên đầu nàng sừng hưu, ở sau lưng nàng thở hổn hển thở hổn hển. Hai người bọn hắn rất lâu không có làm việc, cái này khó được một chỗ cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bận rộn xong về sau, hai người bọn họ tiếp tục ở quanh đây tìm kiếm. Chương 399, Thiên nhân phản đồ các đạt tư. Hàng đêm lực thông không gian chi đạo, cho nên có thể ở phụ cận đây trong vết nứt không gian tìm kiếm lại thêm hắn cùng lộc tỷ có tâm linh cảm ứng bởi vậy tại hắn cẩn thận cảm giác phía dưới cũng có thể mơ hồ xác định tàn bảo đồ chỉ đưa tới vị trí bận làm việc rất lâu hắn cuối cùng tại một đầu không gian trong đường hầm tìm được tàn bảo đồ đánh dấu bảo vật đó là một khỏa màu nâu trái cây không biết có thể dùng đến làm gì tuy nói là tàn bảo đồ chỉ đưa tới bảo vật nhưng cũng không thể ăn bậy một khi xảy ra chuyện có thế khó lường hắn tại thái nhất thần cung vị kia trên danh nghĩa sư phụ lục la trưởng lão bản thân liền là trung vực nổi danh y dược đại sư cho nên hàng đêm dự định hoàng hồn cung thời điểm, cùng nhau đem thứ này cho nàng giám định một chút. Bảo tàng đã tìm được, lộc tỷ tàng bảo đồ lần tiếp theo đổi mới còn rất lâu. Hai người bọn hắn cũng không cần thiết tại cái này dừng lại lâu, đang định trở về mẫu bỉ tư tinh đi. Nhưng vào lúc này, hàng đêm cùng thất thải con nai nhìn tận mắt một đạo hồng quang từ cuối trong lốc xoáy bắn mạnh mà ra. Đạo ánh sáng này không phải công kích, mà là một kiện đồ vật tản mát ra tia sáng. Đạo này hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức liền rơi vào một đạo trong vết nứt không gian hàng đêm nhìn tận mắt rất dễ dàng liền biết thứ này rơi xuống vết nứt không gian đưa nó móc ra đây là một thanh kiếm một cái màu đỏ thẩm đoản kiếm đối với gặp qua rất nhiều bảo vật hàng hôm qua nói kiếm này cho cảm giác vậy mà hoàn toàn không kém hơn cửu dương thánh địa cái kia bảo vật trấn giáo tay hắn nắm thanh bảo kiếm này nhẹ nhàng vung lên một đạo đáng sợ kiếm quan thoáng qua trực tiếp đem ngoài trăm dặm một khối thiên thạch khổng lồ một phân thành hai thật sự là một chuyện bảo bối tốt a à. hàng đêm chật chật đạo thất thải con nai nhìn xem hắc ám khu vực cuối những thứ này tinh toàn thì một mặt nghiêm trọng lão hắc a ngươi nói những vòng xoáy này bên kia là chỗ nào lần trước ta tìm được viên kia mầm cây nhỏ còn có ngươi vừa rồi tìm được viên kia trái cây cùng với bây giờ trong tay thanh kiếm này những bảo bối này cũng đều là trong từ tinh toàn nhổ ra hàng đêm lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn về phía những thứ này tinh toàn không biết a tử vong chi liêm cùng ta nói những thứ này tinh toàn không vào được đi vào liền vĩnh viễn cũng không ra được Nơi này quá mức quỷ dị, không phải bây giờ chúng ta đây có thể tìm tòi nghiên cứu. Bỗng nhiên, hàng đêm có một loại bị khủng bố sinh linh nhìn chằm chằm cảm giác, huyết dịch khắp người cũng vì đó ngưng kết. Hắn nhìn qua cái kia mỗi thời mỗi khắc đều đang chuyển động tinh toàn, nội tâm đột nhiên không khỏi sinh ra một loại kinh khủng cảm giác. Hắn cảm giác tầm mắt kia dường như là trong từ tinh toàn lộ ra tới. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn lôi kéo lộc tỉ tay, vội vàng rời đi. Trên đường trở về vừa vặn đi qua Atula tộc đất ẩn cư thế là liền để lộc tỷ chính mình đi về trước, hắn chỉ đi một mình Atula tộc. Hắn gặp được tử vong chi liêm, tử vong chi liêm đơn độc dẫn hắn đi tới một gian mật thất. Căn mật thất này bên trong trừ bọn họ hai cái bên ngoài, còn có một người. Hàng đêm vừa nhìn thấy gia hỏa này, liền không cấm nhíu lông mày lại. Gia hỏa này không phải Atula tộc, cũng không phải hắc ám trong khu vực chủng tộc khác, mà là thiên nhân. Hàng dạ lão đệ chớ khẩn trương, hắn không phải địch nhân. Tử vong chi liêm nói. Vị này thiên nhân nhìn đã có tuổi, thân thể đều thoáng có chút còng xuống. Hắn cười ha hả nhìn về phía hàng đêm, tự giới thiệu mình, ta biết ngươi, mới xuất hiện tân tinh, đến nỗi ta đi. Ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Thiên nhân tộc số một phản đồ, cách đạt tư chính là ta. Thì ra ngươi chính là cách đạt tư. Hàng đêm con mắt trừng lớn, khó trách hắn vừa rồi như thế nào đối với hắn có loại cảm giác rất quen thuộc. Cái này vị cách đạt tư chính là trước kia từ thiên vực đánh cắp thần tính bảo hạt ngoan nhân. Mấy năm trước, hàng đêm còn tới Lam Tinh từng đi tìm bảo hạp, kết quả là chỉ phát hiện một cái hộp rỗng bất quá cái kia hộp rỗng bên trên có cách đạt tư lưu lại khí tức tuy nói cách đạt tư là thiên nhân tộc nhưng hắn cùng những cái kia tê liệt thiên nhân cũng không đồng dạng tử vong chi liêm còn nói cách đạt tư muốn giải phóng thiên vực tất cả chủng tộc đã mở ra bảo hạp đem thần tính còn đưa trong tinh hệ các đại tộc đàn ngươi đừng nhìn những năm này chính đại tinh liên bên trên các tộc còn thành thành thật thật nghe thiên vực điều khiển nhưng sau lưng rất lớn một bộ phận cũng đã bằng vào quay về thần tính âm thầm phát triển cực lực sớm muộn cũng có một ngày thiên vực thống trị tàn bạo sẽ bị lật đổ hàng đêm nghe vậy lập tức khen vài câu chỉ là mấy năm này thiên vực tám thần chúng một mực tại đuổi bắt cách đạt tư hắn hiện tại đi ném không đường cho nên muốn muốn lấy được chúng ta che chở hắn nói hàng đêm trong tay ngươi có một cái thông đạo một đầu thông hướng thế giới khác thông đạo nghĩ đến thế giới kia đi tạm lánh phong ba hàng đêm nghe vậy trong lòng rung lên mặc dù hắn có bộc lộ ra một vài thứ nhưng cách đặt tư như thế chắc chắn hắn có thể đi hướng về thế giới khác vẫn là để hắn có loại cảm giác rất bất an tự như chính mình làm hết thảy đều có người ở sau lưng nhìn chằm chằm loại cảm giác này cho dù ai đều sẽ cảm thấy kiềm chế cách đặt tư một mặt hòa ái nhìn về phía hàng đêm nói hàng tiểu hữu đây chỉ là lão phu một cái phỏng đoán mà thôi nếu như phỏng đoán sai ngươi liền quyền đương ta không nói hàng đêm đánh cơ hờ tết đều khó có khả năng thừa nhận cười nói đây đúng là một hiểu lầm ta nào có xuyên thẳng qua lưỡng giới bản sự tiền bối quá đề cao ta. Ta một chút bảo bối, kỳ thực là tại hắc ám khu vực phần cuối, những cái kia tinh toàn phụ cận nhặt được. Chỗ kia, tử vong chi liêm nghe vậy, lập tức nhíu mày. Hàng lão đệ, ta và ngươi nói qua, chỗ kia không thể tồi tệ hơn đi. Mới đầu chúng ta tộc tổ tông cũng ở đó tìm được không thiếu đồ tốt, nhưng về sau bảo tồn những thứ đó người, toàn bộ đều gặp khó khăn, vô duyên vô cớ biến mất không thấy, sau đó liền sẽ chưa từng trở về. Quỷ quái như thế. Hàng đêm lầu bầu nói trong tay hắn bây giờ có một cái kỳ quái trái cây, còn có một cây đoạn kiếm. Trong nhà, hổ bà nương lãnh thanh thu trong tay cũng có một gốc thần dị cây giống. Đây đều là từ cái kia phụ cận nhặt được. Cách đạt tư nhìn về phía tử vong chi liêm cùng hàng đêm, nói việc này kỳ thực ta biết một chút. Chỗ kia liên thông là thiên la tinh vực, từng cái tinh toàn kỳ thực là câu hố, những thứ này lưu lạc đi ra ngoài bảo bối nhưng là mồi câu. Tại thiên vực phần cuối, cũng có chỗ như vậy tồn tại, nơi đó cũng đều là tinh toàn. Cũng đúng lúc là đụng phải lão phu, lão phu có thể giúp một tay chặt đứt dây câu nói xong cách đạt tư liền giơ tay lên tại hàng đêm bên cạnh chặt mấy lần đi dây câu chém đứt lần này cũng sẽ không trực tiếp bị câu đi hắn nói hàng đêm không biết thực hư nhưng vẫn là lập tức để cho lục tỷ thông tri lãnh thanh thu để cho nàng mau đem gốc cây kia ném đi một bên tiền bối trong nhà của ta cũng còn có vật như vậy đến lúc đó làm phiền ngươi cùng ta về nhà một chuyến làm phiền hàng đêm còn nói không sao tiện tay mà thôi cách đạt tư cười nói. Tử vong chi liêm, vậy ta tiếp xuống vấn đề an toàn, liền dựa vào ngươi. Bất quá tư cuốn bọn hắn tại thiên vực cùng chính đại tinh liên một mực tìm không thấy ta, sớm muộn có một ngày sẽ lại vào hắc ám vùng, phải sớm làm chuẩn bị a. À. Tử vong chi liêm một mặt nghiêm trọng đến gật đầu một cái, hắn từ cách đạt tư trong miệng còn biết được, thiên nhân tộc thần vương liền muốn thức tỉnh. Vị này thần vương ngủ say quá lâu, quá lâu, sau khi tỉnh dậy rất có thể sẽ có đại động tác gì. Chương 400, Lam Tinh Chuyện Cũ Hàng đêm mặc dù đối với cách đạt tư người này cũng không có trăm phần trăm tín nhiệm, nhưng vẫn là mang theo hắn hướng về mẫu bỉ tư tinh trở về. Vạn nhất hắn nói nếu là thật, cái kia thiên la tinh vực thả câu người tuyến bây giờ còn thắt ở lãnh thanh thu trên thân, dù là nàng đã đem cây kia bảo thụ cho phong ấn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hàng đêm vì nhà mình bà nương không thể không bốc lên nguy hiểm này. Đi đến mẫu bỉ tư tinh trên đường, hàng đêm cũng nghĩ nhiều từ trong miệng hắn gõ ra một vài thứ. Hắn mở miệng hỏi, cách đạt tư tiền bối trước kia là không phải đi qua Lam Tinh, Lam Tinh A. À. Đương nhiên đi qua, hơn nữa đi qua không chỉ một lần. Cách Đạt Tư cười nói. Không tệ, rất không tệ, ta đến cùng vẫn là thành công. Hắn từ đầu đến chân đánh giá hàng đêm, hài lòng đến gật đầu một cái. Hàng đêm mặt mũi trầm xuống, hỏi tiền bối là có ý gì? Cách Đạt Tư thản nhiên nói, ngươi một thân này bản sự, có công lao của ta. Năm đó Lam Tinh, kỳ thực là phòng thí nghiệm của ta. Ta tại Lam Tinh nghiên cứu sinh vật thiên phú tiến hóa gây dựng lại, đáng tiếc còn chưa hoàn thành liền bị thần vương kêu ngừng. Thần vương lo lắng ta sẽ sáng tạo ra không thể khống chế sinh vật, nguy hiểm cho chúng ta thiên nhân đối với tinh vực khống chế. Về sau ta rút ra lam tinh, bọn hắn cũng đối lam tinh tiến hành triệt để tiêu tan giết. Chỉ tiếc vẫn là lão phu cao hơn một bậc, mang thiên quá hải, không có để cho thành quả thí nghiệm uổng phí. Hơn nữa về sau lam tinh còn bị dùng để làm trại chăn nuôi, trực tiếp để cho ta lưu lại kỹ thuật gian mọc rễ nảy mầm. Lam tinh sinh vật rất tuyệt như thế, phần lớn là ỷ vào thiên phú của ta tiến hóa gây dựng lại kỹ thuật, bất quá hạn kỹ thuật này vẫn chưa ổn định chính là thẳng đến ta từ thiên vực trộn tới thần tính bảo hạp, đem các tộc thần tính tinh hoa, năng lực thiên phú cùng ta thành quả nghiên cứu kết hợp, ngươi một thân này thiên phú tiến hóa phát triển, vượt xa khỏi dự liệu của ta. Cách đạt tư lời nói để cho hàng đêm có một loại cảm giác rất khó chịu, nhưng hắn lại cảm thấy cái này cùng chân tướng của sự thật rất tiếp cận. vì cái gì? ngài làm đây hết thảy tóm lại có nguyên do a? Hàng đêm trực tiếp hỏi. Cách đạt tư nở nụ cười, nhất định muốn có nguyên do sao? Không nhất định A. À. Có lẽ ta trời sinh chính là một cái dị loại, nhất định là một chút cùng người khác bất đồng chuyện. Đối với hắn lời này, hàng cũng không không có nửa điểm tin tưởng, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Cách đạt tư cũng đã sớm nhìn ra hàng đêm đối với chính mình có rất cao lòng phòng bị, nhưng cũng giả vờ không nhìn thấy, cũng không thèm để ý. Tại sao cái này, hai người không có nhiều hơn nữa trò chuyện, cứ như vậy đơn thuần gấp rút lên đường trở lại mẫu bỉ tư tinh về sau, hàng đêm mang theo cách đạt tư đi tới lãnh thanh thu bên cạnh. Hắn giống phía trước như thế, lấy tay đao chặt đứt trong không khí không nhìn thấy dây câu. Có thể, những vật kia có thể tùy tiện sử dụng, không cần lo lắng nữa vấn đề an toàn. Còn có về sau đừng đi nơi đó, nếu là đụng tới không có kiên nhẫn câu tay, đã sớm tại các ngươi mắt câu thời điểm liền đem các ngươi kéo qua đi, đến lúc đó thật là ai cũng không cứu được. Cách đạt tư giúp xong cái này vội vàng về sau, liền lập tức rời đi mẫu bỉ tư tinh hàng đêm quan sát hắn rời đi đường đi, hắn hẳn là hướng về Atula tộc ẩn cư mà đi. Lão nhân này là thiên nhân, thật sự đáng tin. Lãnh thanh thu lẩm bẩm nói. Hàng đêm lắc đầu, không biết. Bất quá chúng ta như là đã dính vào những vật này, liền tiếp tục dùng A. Mặc kệ trong đó lợi hại có hay không giải quyết, ngược lại không dùng thì phí. Lãnh thanh thu khẽ ừ một tiếng, bàn tay hướng lên trên, nơi lòng bàn tay hiện ra một gốc mini mầm cây nhỏ. Ta quản nó gọi sinh mệnh bảo thụ, nó còn tại trưởng thành nhưng đã có rất vô tận sinh mệnh lực thối hổ ngươi biến trở về bản thể tới nàng nói hàng đêm lập tức biến trở về bản thể nhìn nàng muốn như thế nào một giây sau chỉ thấy lãnh thanh thu điều khiển gốc cây này bảo thụ đem đưa đến trên hàng đêm xương sống lưng bảo thụ cắm rễ cắm vào hàng đêm xương sống lưng liên tục không ngừng tinh nguyên sự sống từ rễ cây bên trong phóng xuất ra hàng đêm chỉ cảm thấy trên thân ngứa một chút tiếp đó liền dài thịt trước kia từ lan trong cốc đi ra về sau hắn cũng chỉ còn lại có một bộ khung xương. Bây giờ, thịt của hắn tại một lần nữa lớn lên, nội tạng cũng tại tái tạo. Mạch máu, da lông những thứ này cũng tại tân sinh. Sau một lát, hàng đêm nhìn mình tân sinh thân thể, chật chật không ngừng. Nhiều năm, hắn cuối cùng biến trở về năm đó cái kia đại lão hắc. Lãnh thanh thu nhìn xem hàng đêm cái này thân ảnh quen thuộc cũng lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Bất quá nàng tự hồ gánh vác quá nặng đi, bây giờ khí tức quể oải vô cùng. Hàng đêm liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, mang nàng trở về phòng đi. Trợ giúp hàng dạ trọng tố nhục thể, lãnh thanh thu tiêu hao quá nhiều tinh lực, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Hàng đêm tại bên người nàng trông coi, ước chừng trong hơn một tháng nàng mới tỉnh lại. Bàn tay nàng xoay chuyển, sinh mệnh bảo thủ xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Một hồi đậm đà sinh mệnh chi khí tiêu tán mà ra, nàng rất nhanh liền khôi phục trạng thái. Khổ cực ngươi. Hàng đêm đưa tay ra muốn sờ sờ mặt nàng. Bất quá đã thấy nàng mặc lộ vẻ hung tàn chi sắc, kéo một cái hàng đêm tay, đem hắn kéo theo giường chiếu ngươi cái này thối hổ, bồi ta thời gian càng ngày càng ít. xem ta như thế nào giáo huấn ngươi, nhường ngươi nhớ lâu một chút. về sau về nhà nhớ kỹ trước tiên đến già nương ở đây nhớ kỹ sao? nhớ kỹ. hàng đêm chỉ ngây ngốc phải nói. lãnh thanh thu hừ nhẹ một tiếng, ngồi ở bên trên lắc lắc. rất lâu, hết thảy bình tĩnh lại. hàng đêm đem tại tinh toàn khu vực lấy được cái thanh kia màu đỏ đoạn kiếm lấy ra. thanh kiếm này mặc dù không bằng hắn thiên quyết đao, nhưng cũng coi như không tệ, cho nên hắn lấy ra đưa cho lãnh thanh thu hộ thân đề thăng lực chiến đấu của nàng ban đầu hắn là muốn cho lâm chỉ lan dù sao binh khí tại trong tay nàng có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả nhưng thứ này lối vào không rõ có nhất định phong hiểm ngược lại lãnh thanh thu đã nhiễm vậy vật này không bằng liền cho nàng càng tốt hơn một chút hơn ngược lại nợ nhiều không lo lãnh thanh thu nắm chui kiếm hài lòng gật đầu một cái đúng có chuyện muốn cùng ngươi hồi báo một chút hàng đêm ấp úng phải nói lấy nhìn có chút xấu hổ chuyện gì lãnh thanh thu hồ nghi phải xem hắn một mắt hỏi. Còn nhớ rõ mang hoang loan loan sao? Hàng đêm lầu bầu hỏi. Nàng thế nào? Lãnh thanh thu phủi hàng đêm một mắt, chẳng lẽ ngươi cùng nàng? Không thể nào. Nàng có thế coi trọng ngươi. Hàng đêm nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt, biểu thị không phục. Nhìn một chút lời này của ngươi nói. Không nghĩ tới, là thật không nghĩ tới, vị này tâm tư giấu đi cũng đủ sâu a. À? Lãnh thanh thu nói. Bất quá coi như nàng lợi hại hơn nữa, muốn qua cửa nhà chúng ta, cũng phải quản ta gọi một tiếng đại tỷ. Nàng cường đại như vậy yêu vương, chịu nguyện ý. a à, ta nhưng nhớ tới tới, là ta không để ý, nàng có thể thử dò xét ta nhiều lần. Ta bây giờ mới hiểu được nàng những khi kia lời nói là có ý gì, thì ra là thế. Nàng mặc lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Lại nói hai người đã. Vừa giao bằng hữu mà thôi. Hàng đêm cười ngượng ngùng một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí phải cho nàng nắng vai. Lãnh thanh thu cười ha ha, một cái níu lấy hắn hổ tai.